À, xin chào các em, xin chào các bạn đã có mặt ở trong buổi uh, workshop đầu tiên của văn trị hiên hiện tại bây giờ thì thời gian diễn ra buổi workshop là vẫn còn khoảng 6 phút nữa cơ nên là thành ra là chúng mình sẽ cùng uh, đợi mọi người một chút xíu nhá và nếu như bà bạn nào đã tham gia trong buổi workshop ngày hôm nay rồi thì có thể gửi lời chào tới chị hiên và các chị ở trong đội ngũ học văn trị hiên đang có mặt cùng với chúng mình ở trong buổi workshop ngày hôm nay nha và cũng đừng quên gửi lời chào tới các bạn. À, chắc là phần nhiều chị nghĩ sẽ là các bạn 2K7. Đấy, thế nên là rất là hy vọng là à, các bạn đều đã có thể có mặt ở đây rồi. Được không ạ? Chúng ta sẽ cùng đợi nhau một chút xíu. À, khoảng chừng là 5 phút nữa thôi thì buổi workshop sẽ chính thức diễn ra rồi ạ. Các bạn có thể gửi lời chào. Ok ạ, à, xin chào Thùy vi Xin chào em, xin chào các bạn. Chúng ta sẽ cùng đợi một chút nha. Rồi, xin chào. Xin chào Kiều Anh, chào các bạn, chúng mình chờ trong giây lát. Chào Phương Thảo, chào Mai Anh, chào Di Khánh và tất cả các em. Hello, trời ơi có rất khá là nhiều bạn chị thấy này. Ở đây chị thấy là có khá là nhiều bạn đã gửi lời chào tới các chị ở trong team học văn chị Hiên rồi này. Và các em ơi, bên cạnh lời chào thì chúng ta cũng có thể giao lưu thêm. <laughs> rất là hiếm hoi có những cái khoảng thời gian để mình có thể giao lưu cùng với nhau. Vậy nên rất là hy vọng là các bạn cũng sẽ có thể là chia sẻ thêm với chị Hiên này, chia sẻ thêm với chị Quỳnh Châu này, chia sẻ thêm với chị Nga là những người mà sẽ trực tiếp tham gia cùng với các bạn ở trong buổi workshop ngày hôm nay. Có thể là các bạn vẫn đang cảm thấy chưa được thân quen lắm với các chị nhưng chị tin là sau buổi workshop ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái kết nối với nhau rất là bền chặt và chắc chắn là các bạn cũng sẽ mong muốn là có thể hỏi nhiều hơn từ các chị đấy ạ. <laughs> chào các em, chào Thu Hằng, chào Mai Vi, chào anh Tài. Một trăm chị như chị mô lý tư tặng cho điện sang năm. Ờ, các bạn ơi khi mà mình tham gia thì mình cố gắng là mình bật cam và mình tắt mic nhá Để cho ổn định buổi workshop ngày hôm nay được không nào Ồ ờ, hình như là đang muốn là để cho mọi người cùng nghe thấy là nhà mình đang diễn ra việc gì hay sao ấy <laughs> Ok ạ à. Cảm ơn Thu Hằng ơi, ừ. để... <laughs> Như Quỳnh ơi em tắt mic nhá Như Quỳnh Đã... ơi Mặc <laughs> Ồ <laughs> Hiện tại là đã có 38 bạn tham gia rồi. Chúng mình sẽ cùng đợi thêm. Chúng ta sẽ cùng đợi thêm nhé. Chúng mình sẽ cùng đợi thêm khoảng chừng là 2 cho đến 5 phút nữa để có thể bắt đầu buổi workshop ngày hôm nay nha. Thu Hiền nữa này, Thu Hiền ơi em tắt mic nha. Các bạn chủ động tắt mic nhá. Và nếu không thì đội ngũ hỗ trợ của Hoàng Văn chị Hiên ấy, các anh chị bên kỹ thuật ấy, à, bởi vì là các em mở cuộc họp nên các bạn hoàn toàn có thể chủ động tắt mic của các thành viên tham gia đấy. Nên là nếu như mà thấy bạn nào bạn ấy quên tắt mic thì các em có thể hỗ trợ các bạn ấy tắt mic giúp chị nha. Được không ạ? Rồi, chị thấy là người tham gia đang lên liên tục. Chờ thêm khoảng 2 phút. Rồi các bạn vào rồi chúng mình sẽ bắt đầu buổi workshop nha. Hồi hộp quá. Phải chia sẻ thật lòng là trước khi bắt đầu buổi workshop ngày hôm nay thì chị cũng cảm thấy khá là lo lắng và căng thẳng. Thật ra thì cái việc mà để trò chuyện với các bạn thì đối với chị nó là một cái điều quen thuộc lắm. Nhưng có lẽ đây là một cái chương trình workshop rất là đặc biệt bởi vì các bạn cũng biết là chúng ta đang chuẩn bị tiến đến với chương trình giáo dục phổ thông 2018 là chương trình mới hoàn toàn đối với các bạn 2K7. Thế nên thành ra là bởi vì cảm nhận được cái sự áp lực từ chính các bạn ấy. Nên là chị cũng cảm thấy rất là áp lực bởi vì chị hiểu rằng là ngày hôm nay phải cố gắng để làm sao mà đội ngũ học văn chị Hiên có thể đem đến cho các bạn những cái thông tin chia sẻ thật là hữu ích để các em từ những cái thông tin đấy các bạn sẽ có một cái tiến trình học tập hiệu quả trong thời gian tới đây là năm đầu tiên mà học văn chị Hiên bắt đầu tổ chức những cái workshop như thế này để có thể đồng hành cùng với các bạn trong cái chặng đường học môn văn vậy nên rất là mong các bạn cũng sẽ tham gia chương trình workshop cùng với học văn chị Hiên với một cái sự cởi mở nếu như chúng ta có bất cứ băn khoăn thắc mắc gì muốn được chia sẻ thêm thì các bạn cứ chủ động trao đổi với các chị để làm sao các chị có thể hỗ trợ được các bạn nhiệt tình nhất nhá à em học ngày lớp khai giảng em học bộ nào đấy Thu Hiền em học bộ nào thì Thu Hiền sắp rồi sắp khai giảng rồi sắp đến ngày bắt đầu là phải gọi là uh, vận dụng rất là nhiều chất xám để chia sẻ cùng với các bạn à chân trời sáng tạo à thế là em là sẽ là ở khu vực miền nam đúng không tại vì là chị thấy là các bạn mà ở khu vực miền nam á là rất là hay học chân trời còn đối với những các bạn mà học miền bắc nhá thì chị thấy là các bạn ấy thường là à thế á ở miền bắc à nhưng mà nói chung là chị thấy là sẽ ít hơn đấy sẽ ít hơn chủ yếu là các bạn ấy sẽ học kết nối và cánh diều nhiều hơn thế à ok ạ à. giang rất là háo hức rồi đúng không à em học cánh diều này tiền giang chân trời đây ạ à. <laughs> ok ạ à. em ở miền bắc em học cánh diều thùy linh học cánh diều à ok ạ à. rồi chúng mình ơi à, có lẽ là chúng mình vẫn sẽ đợi thêm khoảng 2 cho đến 3 phút nữa chị quỳnh châu nhé rồi chúng mình sẽ bắt đầu Dự kiến là 20 giờ chúng mình sẽ bắt đầu Nhưng mà bởi vì là có rất là nhiều bạn Thì uh, có nhắn tin và nói rằng là Bạn ấy sẽ vào trễ khoảng 1-2 phút thôi Thế nên là chúng ta sẽ bắt đầu Từ 20 giờ 05 Và mình sẽ đợi thêm 4 phút nữa Để có thể sẵn sàng cho cái hành trình ngày hôm nay nha Rồi chị thấy là trong phần comment Thì các bạn đang rất là tích cực Để chia sẻ các bộ sách của các bạn học Thì hy vọng rằng là uh qua buổi workshop ngày hôm nay thì chúng mình sẽ có thể gặp nhau ở nhiều các dự án hơn nữa của học văn chị hiên và ở các khóa học của học văn chị hiên nữa đúng không nào rồi cách phân biệt ẩn dụ và hoán dụ <laughs> trời đất ơi thế có biết là hôm nay tham gia buổi workshop về nội dung gì không mà lại bảo là cô ơi cô phân biệt ẩn dụ và hoán dụ đi nhưng mà phân biệt ẩn dụ và hoán dụ dễ mà em cứ dựa vào khái niệm ý một cái cả hai cái đều là gọi tên sự vật này bằng tên sự vật khác nhưng mà sẽ là khác nhau một cái sẽ là dựa trên nét tương đồng còn một cái sẽ là dựa trên cái gì mối quan hệ gần gũi ạ ô không biết là chị nga đã vào chưa nhở chị nga vào rồi chị nga có thể bật mic lên tương tác với các bạn một chút trước khi ừ. buổi workshop của chúng ta bắt đầu nào à, đây là kiểu như là dự bí mật đến cùng ấy châu hiểu không em <cười> <cười> ok à Xin chào tất cả các bạn nhỏ của đã tham gia trong workshop <laughs> của dự án học à, văn chị Yên. Rồi bây giờ, không biết là... À, biết là chị Nga đã tham gia từ bao giờ và thấy im ắng quá. Hello! hello. Ô, à, à. Ô, ô, ô. Ô, ô. Bạn nào đây, bạn nào hello đây. Rất là đáng yêu. <laughs> ok, sẽ còn 3 phút nữa. 3 phút nữa chúng mình sẽ cùng bắt đầu. Được không ạ? À? À, chị ơi sao mà học một kiểu rồi thi một kiểu vậy ạ? À? Toàn gặp tác phẩm mới không ạ chị? <laughs> em cũng muốn đăng ký khóa của cô Vì em theo dõi từ lúc lớp 9 Mà học phí thì hơi cao À thế thì một lát nữa nhá Nhớ là phải săn voucher nhá Hãy nhớ là phải săn voucher trong ngày hôm nay Để chúng mình được giảm học phí nhá Thật ra thì cái lộ trình học của chúng mình ấy Thùy Linh ạ, à, lộ trình học của chúng mình rất là dài Tức là về bản chất là em sẽ học đồng hành Cùng với các chị là một năm cơ và tính ra thì như các bạn có thể thấy đó, đó là về cái thời lượng học này là chúng ta có tới 80 buổi cơ Tức là tính ra học phí cũng chỉ rơi vào khoảng 25.000 đồng cho một buổi học thôi Chứ cũng không phải là quá cao đâu ạ à. Có thể là bởi vì là chúng mình bị áp lực là ngay từ đầu đã phải đóng học phí luôn Thế nên thành ra là chúng mình mới cảm thấy nhiều thôi Còn về bản chất thì các bạn sẽ thấy là ở đây là chúng ta sẽ có toàn bộ những gì các bạn cần để đáp ứng cho kỳ thi của các bạn luôn đấy thế nên là chị cũng rất hy vọng là thùy linh có thể cân nhắc thêm để nếu như mà cảm thấy phù hợp thì chị cũng rất là mong sẽ được gặp em ở trong khóa học của học văn chị hiên nhá tớ học bên chị hiên từ lớp 10 à <laughs> nghe xịn đấy <laughs> rồi còn một phút nữa nhá còn một phút nữa ạ à, còn một phút nữa ạ à. Không biết là MC và diễn giả trong buổi ngày hôm nay đã sẵn sàng chưa? Còn chị bây giờ thì sau khoảng tầm 7 phút đầu tiên giao lưu với các bạn là chị cũng đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi và hứa hẹn ngày hôm nay chắc chắn là sẽ đem 200% nguồn năng lượng của bản thân mình đến với các bạn để giúp cho các bạn có những cái sự định hình rất là khoa học và rõ ràng về những nội dung đầu tiên liên quan tới chương trình lớp 12 mới và cụ thể sẽ là chương trình phổ thông à, giáo dục phổ thông 2018 ạ. À. Được không nào? À. quá. Rồi ạ. Không sao, chúng mình sẽ cùng nhau giải tỏa dần dần trên trạng hành trình sắp tới được không nào? Nhỏ này ôi đấy các bạn ơi các bạn nhớ tắt mic nha các bạn tham gia thì các bạn nhớ chủ động tắt mic ạ à. nếu các bạn tham gia thì các bạn chủ động tắt mic nhá Rồi <laughs> chị thấy là người tham gia cũng đã tham gia à người tham gia cũng đã tăng lên nhiều rồi và các bạn đã sẵn sàng cho buổi workshop ngày hôm nay chưa nào Oh. sẵn sàng chưa? sẵn sàng chưa? comment cho chị nha, comment cho chị xem các em đã sẵn sàng cho buổi workshop ngày hôm nay chưa nào? rồi sẵn sàng và bây giờ giờ vàng đã điểm và chúng ta sẽ bắt đầu buổi workshop ngày hôm nay. Kính chào các bậc phụ huynh và toàn thể các em học sinh đã có mặt trong phòng Zoom. Chào mừng quý vị đến với buổi workshop giải mã chương trình ngữ văn lớp 12 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo định hướng mới với chủ đề Cùng 2K7 chinh phục kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 do đơn vị học văn chị Hiên Hân Hạnh tổ chức ngày hôm nay. Và xin tự giới thiệu, chị là Quỳnh Châu, MC của chương trình và theo như chị quan sát ở trong các đường link đăng ký cũng như là không khí của phòng Zoom hiện tại thì chị thấy là đa phần sẽ là các bạn học sinh tham gia đúng không nào? À, vì vậy là chị sẽ xin phép sẽ được xưng hô là chị trong suốt buổi học ngày hôm nay để chúng mình có thể gần gũi hơn với nhau nhá. Rồi À, các bạn học sinh ơi, đứng trước nhiều thách thức được đặt ra của chương trình giáo dục phổ thông mới theo định hướng đánh giá năng lực của chương trình giáo dục phổ thông 2018 do Bộ Giáo dục ban hành, đặc biệt là những thay đổi về cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên phạm vi toàn quốc thì với cái mong muốn được đồng hành cùng với các bậc phụ huynh cũng như là các em học sinh 2K7 trong năm học tới đây thì học văn chị Hiên hân hạnh tổ chức buổi workshop với chủ đề giải mã chương trình ngữ văn lớp 12 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo định hướng mới và tham dự với buổi workshop ngày hôm nay, chị xin trân trọng giới thiệu hai diễn giả, chị Minh Hiên và chị Bùi Nga, giáo viên phụ trách lớp 12 tại Trung tâm Học văn chị Hiên. Và hai diễn giả ơi, các chị có thể bật mic chào các bạn học sinh ngày hôm nay được không nào? Xin chào, xin chào tất cả các bạn nhỏ của đã đến với buổi workshop của học văn chị Hiên ngày hôm nay. Và chị cảm thấy rất là vui khi có cơ hội được cùng bạn Quỳnh Châu và chị Minh Hiên sẽ cùng với các bạn lớp 12 chia sẻ những cái thách thức mà các bạn sẽ phải đối diện trong năm học tới cũng như chúng ta sẽ trao đổi thêm về những chiến lược học tập để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia. Và chị mong rằng là buổi workshop của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp ạ. Vâng xin chào, xin chào tất cả các em và không biết là trong buổi uh, workshop ngày hôm nay thì có quý phụ huynh nào tham gia không. Nhưng mà đúng là theo link đăng ký thì uh, đại đa số chúng ta có mặt ở đây đều là các bạn 2K7. Và có lẽ là các bạn cũng đã rất là quen thuộc với chị Hiên rồi. Nhưng cũng có lẽ là cũng sẽ có một vài bạn thì ngày hôm nay mới được gặp gỡ chị một cách trực tiếp chăng. Lời đầu tiên, cho phép chị xin được gửi lời chào thân thương nhất tới tất cả các bạn. Cảm ơn Quỳnh Châu, cảm ơn Nga, cảm ơn hai người đồng hành của chị trong buổi workshop ngày hôm nay và cảm ơn các em, cảm ơn tất cả các bạn học sinh 2K7 đã dành thời gian để có thể tham gia trong buổi workshop đầu tiên trong chuỗi hành trình những buổi workshop của học văn chị Hiên sẽ tập trung tổ chức cho các bạn 2K7 trong năm học này. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái buổi workshop thật là thành công và cũng mong rằng tất cả các bạn sẽ tham gia buổi workshop này với 200% năng lượng giống như là các chị đang đồng hành cùng với các em ở đây. Để sau buổi workshop ngày hôm nay, chúng ta sẽ có được những thông tin thật là cần thiết và bổ ích và quan trọng hơn cả là chúng ta sẽ có một tinh thần thật sẵn sàng để bắt đầu cho một hành trình chinh phục vẻ đẹp kỳ diệu của môn Ngữ văn lớp 12 các bạn nhé. Rồi, xin là cảm ơn chị Minh Hiên và chị Bùi Nga. Và với sự tham gia của hai diễn giả đã có nhiều năm kinh nghiệm ông thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như là giảng dạy khối trung học phổ thông theo chương trình mới, thì đội ngũ của Hoàng Văn Trị Hiên hy vọng rằng những chia sẻ của các chị hôm nay sẽ phần nào giải tỏa được những cái băn khoăn, nỗi lo lắng, áp lực mà các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh về chương trình lớp 12 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Và để bắt đầu cho buổi workshop ngày hôm nay thì chị xin được tóm tắt Bốn nội dung chính mà chúng mình sẽ cùng tìm hiểu. Thứ nhất, chúng mình sẽ cùng tham gia vào hoạt động khởi động mang tên đam mê và khát vọng. Thứ hai, chúng mình sẽ tìm hiểu về chương trình mới và sau đó sẽ giải đáp những cái băn khoăn, làm sáng tỏ những cái uh, khúc mắc, những cái uh, những, những những cái khúc mắc của các em về chương trình mới cũng như là về đề thi và cuối cùng, đội ngũ của học văn chị Hiên sẽ đưa ra các cái định hướng học đúng, những cái giải pháp để các em có một năm học mới thật là hiệu quả được không nào? Rồi và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì chúng mình hãy cùng nhau tham gia vào chiếc pallet nhỏ xinh với tên là uh, đam mê và khát vọng. Và ở chiếc ballet này thì các em có thể gửi gắm những cái tâm tư kỳ vọng của mình cho năm học mới. Và mỗi khi bắt đầu năm học mới hay là bắt đầu một cái khóa học nào đó thì học văn chị Hiên cũng thường xuyên tổ chức để khảo sát về mục tiêu, về ước mơ như là một cái hành động để lấy vía may mắn cho một năm học thật là hiệu quả. Và đường link của ballet đã được chị gửi vào trong phòng chat. Và các em hãy truy cập vào đường link này và cũng xin nhờ bộ phận kỹ thuật sẽ Cung cấp đường link này vào trong nhóm zalo ạ, để các em có thể viết ra uh, những cái ước mơ, những cái mục tiêu làm sao đó để vũ trụ có thể lắng nghe được thông điệp của các em được không nào? Và chúng mình sẽ có 5 phút cho hoạt động này cho nên là chúng mình hãy cùng nhanh tay, nhanh tay nhá! Không biết là từ phía chị Quỳnh Châu thì có thể trình chiếu cái palette đấy lên được không ạ? À, dạ vâng, chị Hiên ơi chị có thể chiếu để em chiếu ở bên này ạ, được không ạ? tức là để chị trình chiếu đúng không? chị sẽ trình chiếu đúng không? dạ vâng nếu như chị có thể trình okay chiếu à, luôn cũng okay được ok à ok dạ. à vậy đợi chị một chút ạ. dạ không biết là à, các bạn đã truy cập vào đường link chưa nhỉ rồi ui chị thấy rất là nhiều bạn rồi này à, à, không biết là chị Hiên và chị Nga có còn nhớ không là ở các khóa học thì à, các bạn học sinh cũng đã những học viên của học văn chị hiên cũng đã chia sẻ những cái mục tiêu của các bạn và khi mà kết thúc năm học thì học văn chị hiên cũng nhận về những cái cơn mưa những cái cơn mưa niềm vui với những điểm số rất là ấn tượng đúng không nào và chị hiên ơi chị có thể dành một vài lời động viên để mà phát vía may mắn cho các bạn học sinh được không ạ Thật ra thì chị nghĩ là tất cả mọi sự may mắn đều sẽ bắt nguồn từ sự nỗ lực của mỗi cá nhân thôi. Và một trong những cái điều mà chị cảm thấy rất là tâm đắc và cũng cực kỳ nể phục các bạn, đặc biệt là những bạn mà học sinh lớp 12, đó là những cái năm cuối cấp. Đấy là các bạn ấy rất là nỗ lực ạ. À. Tức là trong những cái hành trình mà chúng ta thấy là để đi đến được với cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nó không phải là một cái hành trình ngắn, mà nó là 12 năm học ở đó đặt để rất là nhiều niềm tin rất là nhiều hy vọng sự kỳ vọng của các bạn ấy và chị cảm thấy rất là nể phục bởi sự nỗ lực của các bạn và một trong những cái điều mà chị cũng rất nể phục đó là các bạn ấy luôn sẵn sàng nói ra cái mục tiêu của mình chị nghĩ là ai trong chúng ta cũng nên và cần có một niềm tin vào người ta gọi là luật hấp dẫn ạ có nghĩa là khi chúng ta cứ nghĩ nhiều về điều đó chúng ta liên tục liên tục để cái điều đó lặp lại thì rất có thể một ngày nào đó điều đó sẽ xảy ra đúng như chúng ta mong muốn thế nên chị nghĩ là ngày hôm nay chúng ta cũng đang làm theo à, cái niềm tin vào luật hấp dẫn rằng là chúng ta cùng có mặt ở đây để ghi ra ngôi trường mà mình yêu mến ghi ra số điểm văn mà mình mong muốn đó cũng sẽ là một cái sự kỳ vọng rất lớn được đặt để nhưng đó cũng là một lần nữa để tự chúng ta nhắc nhở chính chúng ta rằng chính ước mơ ấy đam mê ấy sự kỳ vọng ấy sẽ giúp cho chúng ta có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Thế nên là các em tin chị đi. Hãy luôn nghĩ về mục tiêu. Chắc chắn các bạn sẽ đạt được mục tiêu ạ. Dạ vâng, em nghĩ là các bạn học sinh ngày hôm nay cũng đang rất là tin vào luật hấp dẫn khi mà liên tiếp có những câu trả lời được điền ra ở đây ạ. À, em thấy là mục tiêu wow của các bạn, mục tiêu rất cao, mục tiêu 9 cộng. Wow, và có bạn cụ thể là 9,25 hoặc là 9,75, ừ. một con số thực sự là rất ấn tượng và rất đáng mơ ước đối với những bạn mà theo đuổi môn văn đúng không và các trường đại học thì cũng toàn những trường đại học tốt đầu thôi đại học sư phạm hà nội này đại học kinh tế thành phố hồ chí minh đại học nông lâm đại học kinh tế quốc dân đại học ngoại thương đúng không ạ à, và có bạn ở hải phòng đại học hải phòng qua khoa, khoa tiểu học với cương vị là thủ khoa thực sự là ừ. rất ấn tượng và Um, và có thể nhận thấy là uh, các bạn học sinh đang rất là quyết tâm đang rất là hừng hực khí thế cho năm học mới đúng không nào? Và uh, chúng mình hãy cùng bắt đầu cho những bước chân đầu tiên trong một năm học quan trọng, đánh dấu bước bước ngoặt trong 12 năm đèn sách của các em và các em hãy yên tâm rằng là vũ trụ sẽ lắng nghe được những tín hiệu về ước mơ, về khát vọng của những các bên của những em học sinh chăm chỉ đúng không nào Và chúc cho tất cả ước mơ của các em sẽ trở thành hiện thực Và hãy luôn nhớ rằng là Học Văn Trị Hiên sẽ luôn trở thành một người bạn đồng hành Sẵn sàng giúp đỡ các em hiện thực hóa ước mơ của mình Trên chặng đường sắp tới được không nào Và đây sẽ là buổi workshop đầu tiên Để các em có thể chia sẻ, học tập và chinh phục cho kỳ thi sắp tới nhá Rồi các bạn vẫn đang tiếp tục điền này Có rất là nhiều bạn đang điền ạ và ở đây chúng ta thấy có rất là nhiều ngôi trường, có rất là nhiều số điểm, nhưng mà đại đa số chị thấy trung bình cộng nhá, là một phép tính nhanh nhá, thì cái số điểm mà các bạn ấy mong muốn là cũng phải 9 cộng đấy chị Châu ạ, không thấp đâu. Mà chị Châu thấy là cái số điểm 9 cộng đấy là một cái số điểm như thế nào ạ? Thực sự đây là một con số đáng mơ ước ạ, và chị nghĩ là cũng chẳng có gì là xa vời cả khi mà các em có đủ quyết tâm, đủ sự nỗ lực để chúng mình có thể chinh phục mục tiêu của mình đúng không nào? Chính xác là như vậy, đúng không ạ? Đừng để lạc lõng giữa mênh mông, em biết không? Tất cả những con đường em chọn, đường đi nào rồi cũng tới dạng đông mà, chắc chắn là như thế. Nên là chỉ cần mình có niềm tin. Và rõ ràng là các bạn ấy đang là những bạn 2K7 xuất phát rất sớm. Tức là các bạn ấy có một cái sự định hình cho cái lộ trình của mình rằng vì năm nay khó, vì năm nay mới, nên mình sẽ bắt đầu sớm, mình đặt mục tiêu sớm, mình có một lộ trình học sớm thì chắc chắn kết quả mình đưa ra cũng sẽ có thể đạt được như chính bản thân mình kỳ vọng. Vâng, à, các em ơi, ở như vậy là chúng mình đã tạm thời gác lại cái hoạt động khởi động này, mời các em sẽ quay lại phòng zoom để chúng mình có thể tiếp tục những cái hoạt động tiếp theo, hứa hẹn sẽ rất là hấp dẫn và sẽ giải tỏa được những cái băn khoăn của mình, được không nào? Chị Châu ơi, Rồi. chị Châu có nhìn thấy cái này không ạ? À trở... à, trở thành một thành viên của học văn Yên học văn Để Để chắc chắc chắn. sao đó em chắc chắn là phải lên hà nội rồi đúng không hẹn một ngày gặp gỡ gần nhất đây ạ à. Châu đẹp. Châu có nhìn thấy cái này không ạ chín à, cộng môn văn trung học phổ thông quốc gia và giải nhi văn thành phố phát vía phát vía cho em bé trong học ạ à. em sẽ đạt được ước mơ của mình rồi. rồi vậy thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại nhé à hình như là có bạn đang bật mic ấy thì đội ngũ hỗ trợ có thể giúp là uh, tắt mic của bạn ấy giúp cho các chị nhé. rồi ok chúng mình sẽ cùng quay trở lại ạ. rồi các bạn chúng mình cùng quay trở lại phòng zoom nha rồi và để có được những cái kết quả tốt nhất đúng như kỳ vọng của các em trong năm học tới thì trước tiên chúng mình cần phải nắm rõ về chương trình ngữ văn lớp 12 năm nay và cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông bắt đầu từ năm 2025. Và sau đây để có cái nhìn tổng quan nhất, xin mời các em đến với phần tiếp theo của buổi workshop khái quát về chương trình mới với những thay đổi chính trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia môn ngữ văn và đây cũng chính là những cái băn khoăn của nhiều bậc phụ huynh gửi về trong chương trình đúng không nào và uh, em ơi mình tham gia mình cố gắng mình tắt mic nhá. ngữ văn về hai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và ơi tắt mic nha, em nha. được đó bắt đầu có một bạn có nick Zoom là bạn linh ạ à, vẫn rất hồn nhiên rất hồn nhiên uh, phát biểu trong buổi tối ngày hôm nay à. <cười> <cười> các Còn bạn có bài. để tắt mic nhá ok chúng mình ổn định để bắt đầu buổi workshop, à, để tiếp tục với buổi workshop nha rồi và để giải đáp những cái băn khoăn lớn của các bậc phụ huynh cũng như là các em học sinh thì sau đây em xin mời chị Bùi Nga sẽ chia sẻ về chương trình ngữ văn mới dành cho các bạn sĩ tử lớp 12 năm nay vâng, xin xin cảm ơn bạn Quỳnh Châu Và từ nãy đến giờ chị cũng đã theo dõi những cái mục tiêu mà các bạn viết ra Và chị đều thấy rằng đó là những cái mục tiêu rất là cao và rất là đáng mơ ước đúng không ạ? Và chị biết rằng cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia Sẽ là một bước ngoặt rất quan trọng đối với các em Và các bạn học sinh của khóa 2 k 7 ơi Chúng ta sẽ là những người đầu tiên học chương trình ngữ văn lớp 12 mới Và cũng là khóa đầu tiên sẽ thi theo đề thi mới Vì vậy mà cái kiến thức học thì rất là nặng Và ngữ liệu thì thì nằm ngoài sách giáo khoa và chị cũng hiểu được rằng là chúng ta sẽ gặp rất nhiều những khó khăn trong cái quá trình học và ôn thi. Bởi vì chính bản thân chị khi mà chị đi tìm hiểu đi nghiên cứu về chương trình sách giáo khoa lớp 12 mới thì cũng gặp rất nhiều những vấn đề khó khăn. Thế nhưng mà chị tin rằng là chỉ cần chúng ta nỗ lực chúng ta cố gắng thì nhất định rằng chúng ta sẽ thành công. Và buổi workshop ngày hôm nay được diễn ra, học văn chị Hiên ở đây để cùng với các bạn giải đáp những thắc mắc, những băn khoăn về chương trình sách giáo khoa mới, về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2025. Và nội dung đầu tiên mà chị muốn đưa tới cho các bạn trong buổi workshop này đó là những khái quát, những cái nhìn tổng quát nhất về chương trình mới dành cho các bạn học sinh lớp 12. Sau đây thì chị xin gửi tới các bạn những cái khái quát về chương trình môn ngữ văn lớp 12. Thứ nhất đó là về nội dung học. Thì chị biết được rằng là các bạn đã có 2 năm để làm quen với chương trình ngữ văn. Chúng ta đã làm quen với ba bộ sách mang tên Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, chân trời sáng tạo ở các lớp 10 và lớp 11. Và trong năm học tới đây thì chương trình ngữ văn lớp 12 các bạn cũng sẽ được tổ chức dạy và học theo ba bộ sách như vậy. Và các em khi mà ở từng trường và ở từng lớp thì chúng ta sẽ được các thầy cô hướng dẫn là mình sẽ học theo bộ sách nào. Và tuy rằng là chúng ta học với ba bộ sách khác nhau như vậy nhưng môn ngữ văn sẽ tập trung để giúp các em hình thành những năng lực phẩm chất thông qua bốn kỹ năng. Vậy thì đó là kỹ năng đọc, kỹ năng viết, kỹ năng nói và nghe. Thì trên đây là những cái nhìn khái quát nhất về ngôn ngữ văn lớp 12 theo định hướng mới mà chị muốn đưa tới cho các bạn. Và chị thấy rằng là ở trong link đăng ký của các bạn thì cũng có chung một cái băn khoăn, một cái nỗi thắc mắc đó là việc chúng ta học nhiều bộ sách như vậy thì làm sao để có thể đánh giá được cái kết quả học tập và căn cứ vào đâu để đánh giá điều đó. Thì chị cũng xin trả lời luôn đó là mặc dù là chúng ta học với ba bộ sách, học với bốn kỹ năng đọc, viết, nói và nghe. Thế nhưng chương trình lớp 12 sẽ bám sát vào những yêu cầu cần đạt chung. Các bạn ơi, chúng mình chú ý mic nhé. Chúng ta sẽ chú ý mic để có thể theo dõi, tập trung theo dõi vào những nội dung mà chị đang nói nhé. Và những cái yêu cầu cần đạt đó thì sẽ xoay quanh bốn kỹ năng. Là kỹ năng đọc, viết, kỹ năng nói và nghe. Uhm, chị có thể đưa cho các bạn một cái ví dụ để chúng ta dễ hiểu nhất hơn này. À, ví dụ là dù các bạn học với bộ sách nào đi chăng nữa thì để đảm bảo được yêu cầu cần đạt chúng ta cũng phải viết được bài nghị luận về một tác phẩm bài nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ hoặc là chúng ta cũng cần phải viết được bài nghị luận so sánh đánh giá hai tác phẩm thơ vì vậy mà các bạn lưu ý giúp chị là dù chúng ta học theo bộ sách nào đi chăng nữa thì các bạn cũng phải đều phải đảm bảo được cái yêu cầu cần đạt của định của <laughs> bài học đã đề ra và cái phần yêu cầu cần đạt này thì được trình bày ở từng bài học và nằm ngay sau tên chủ đề vì vậy mà khi mà chúng ta học mười ba bốn coi cái um, có thể là nhờ ừ. bộ phận kỹ thuật sẽ tắt mic của các bạn giúp mình ạ để tránh làm cái việc trao đổi nó bị sao nhãng ạ Và với cái những cái nội dung mà chị vừa đưa ra như vậy thì chắc hẳn rằng là chúng ta sẽ đặt ra một cái câu hỏi là vậy thì cái quá trình học của học sinh lớp 12 có gì đặc biệt và nó sẽ khác gì so với cái quá trình học ở chương trình cũ? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ chú ý theo dõi vào trên màn hình nhé. Cái quá trình học của các bạn học sinh sẽ gồm 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn đầu vào. Thì ở đây chính là những năng lực phẩm chất của các em khi bước vào chương trình lớp 12 và những cái năng lực phẩm chất này các em đã được hình thành từ các lớp dưới. Và với những cái đầu vào như vậy thì khi mà chúng ta đi vào chương trình ngữ văn lớp 12 thì các bạn sẽ có hai quá trình học chủ yếu. Thứ nhất là học ở lớp và cùng với đó là cái quá trình học ở nhà hay còn gọi là tự học. Và chị cũng lưu ý với các bạn rằng là hai cái quá trình này thì sẽ không diễn ra theo thứ tự lần lượt một cách cố định. Mà chúng ta sẽ không phân là Luôn luôn là phải học ở lớp trước Rồi mới đến học ở nhà Hay là học ở nhà trước rồi mới đến học ở lớp Cái hai, hai cái quá trình này thì diễn ra Một cách rất là chặt chẽ Và liên kết với nhau Và để cho cái kết quả học tập tốt hơn ý, Thì chị tin chắc rằng là Chúng ta sẽ phải rất tích cực Tham gia vào các tiết học Thực hiện các nhiệm vụ mà giáo viên đưa ra Và chị thấy một điều rằng là Khi cái chương trình mới được đưa ra Thì một số bạn đang có cái suy nghĩ là ngữ liệu đề thi sẽ nằm ngoài sách giáo khoa cho nên là chúng ta vô tình chúng ta bỏ bê cái việc học trên lớp thì rõ ràng đó là một cái suy nghĩ chưa đúng bởi vì việc học trên lớp sẽ là cái cơ hội để cho các bạn thực hành luyện tập những cái phần tri thức ngữ văn những kiểu bài mà chúng ta có thể thi trong cái, cái trong những cái kỳ thi quan trọng và đối với cái quá trình tự học thì sao ạ thì các bạn sẽ có rất các bạn sẽ có rất nhiều những cái nhiệm vụ mà chúng ta cần phải thực hiện trước khi đến lớp như là chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ do giáo viên yêu cầu này hay là chúng ta sẽ cần phải chủ động ôn luyện này chúng ta cần phải có năng lực tự học này và đối với chương trình mới thì môn ngữ văn sẽ tạo tiền đề để khích lệ các bạn khám phá và vận dụng kiến thức và đời sống và cái quá trình cuối cùng đó chính là <laughs> và cuối cùng đó chính là cái quá trình mà các bạn làm sao có thể kiểm tra được cái đầu ra của mình và nếu như mà cái đầu vào thì được đánh giá bởi những năng lực và phẩm chất đã được hình thành từ các lớp dưới thì đầu ra của các bạn sẽ cần phải đảm bảo được những yêu cầu cần đạt về năng lực phẩm chất như bộ giáo dục bộ giáo dục đã đề ra cho chúng ta và chúng ta sẽ phải tham gia vào các kỳ thi đúng không và mục tiêu cao nhất của chúng ta đó chính là gì ạ đó chính là tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đúng không ạ và thông qua những gì chị đã chia sẻ thì chị rất là hy vọng rằng các bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về sự khác biệt giữa chương trình ngữ văn 2018 theo định hướng mới phát triển năng lực so với chương trình cũ và trước khi các bạn phần trao đổi đầu tiên của buổi workshop ngày hôm nay thì chị cũng muốn gửi tới các bạn một bảng so sánh về hai chương trình đó là chương trình ngữ văn mới và chương trình ngữ văn cũ thì chúng ta có thể theo dõi vào trên màn hình của chị này thứ nhất đó là về cách tiếp cận thì đối với chương trình văn cũ thì chúng ta thường là tiếp cận về nội dung tiếp cận về nội dung nghĩa là gì ạ tức là chúng ta sẽ thiên về lý thuyết nhiều hơn và sẽ đòi hỏi các bạn cái việc là chúng ta phải ghi nhớ kiến thức cái khối lượng kiến thức chúng ta phải nhớ nó rất là nhiều còn đối với chương trình mới thì chúng ta sẽ thiên về tiếp cận năng lực và bên cạnh cái việc mà chương trình giáo dục mới ý, đề cao cái việc giáo dục kiến thức thì chúng ta cũng sẽ được giáo dục phát triển kỹ năng sống này hay là về năng lực tự học còn đối với vai trò của sách giáo khoa thì như chị đã trình bày vừa rồi đó là chúng ta sẽ học theo ba bộ sách so với chương trình cũ thì chỉ có một bộ sách duy nhất mà thôi còn đối với chương trình mới thì chúng ta sẽ học với ba bộ đó là cánh diều này là kết nối tri thức với cuộc sống và là chân trời sáng tạo thế thì có một cái câu hỏi được đặt ra đó là cái vai trò của người dạy và người học hôm nay có gì khác khác hay không giữa chương trình cũ và chương trình mới thì vai trò của người dạy và người học chị thấy rằng cũng có sự thay đổi đó là đối với chương trình cũ thì chủ yếu đó là sự truyền đạt kiến thức lý thuyết từ giáo viên đến học sinh và giáo viên sẽ là người thực hiện các hoạt động nhiều hơn còn đối với chương trình mới thì học sinh sẽ là người đóng vai trò trung tâm của hoạt động dạy và học còn giáo viên thì không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người đóng vai trò là người đồng hành hướng dẫn để học sinh tự khám phá và tự học vừa rồi thì chị đã trao đổi rất nhiều về cái quá trình tự học của các bạn thế thì chị cũng nhận ra một điều rằng khi mà nghiên cứu về chương trình mới thì chị cũng thấy được là giữa chương trình mới và chương trình cũ thì có một cái điểm khác nhau về cái quá trình tự học của các bạn học sinh thì nếu như ở chương trình cũ thì chúng ta học theo kiến thức trong sách giáo khoa và cái việc tự học cái việc mà vận dụng kiến thức Um, bạn Quỳnh Châu ơi, từ nãy em giờ khi mà mình trao đổi thì bạn có nghe rõ những gì, những cái nội dung mà mình đã đề cập không ạ? Chị ơi, mọi người vẫn nghe rõ chỉ mới mất một đoạn thôi. Chị có thể nói lại về quá trình tự học ạ, tự học của chương trình mới ạ. Rồi ạ, xin cảm ơn bạn Quỳnh Châu. Và như chị đã trao đổi thì chúng ta đang nói, đang đề cập tới quá trình tự học. Thì ở chương trình cũ thì các bạn sẽ học theo kiến thức trong sách giáo khoa và chúng ta cũng, nội dung thi là cũng thi cái ngữ liệu của nghị luận văn học cũng nằm trong sách giáo khoa cho nên cái yêu cầu tự học này và cái việc vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn thì vẫn còn chưa được đề cao lắm còn đối với chương trình mới thì học sinh được khuyến khích và tạo điều kiện mở rộng kiến thức và chúng ta sẽ được tham gia vào các hoạt động thực tiễn để vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế và học sinh cần phải có tiện cần phải có năng lực tự học còn đối với nội dung thi thì như chị đã vừa nói đó là đối với chương trình cũ thì sẽ có một cái giới hạn cụ thể là với nghị luận văn học thì ngữ liệu sẽ nằm trong sách giáo khoa và như vậy thì cũng tạo ra được một cái điểm thuận lợi cho các bạn là chúng ta sẽ biết được là mình cần phải học những tác phẩm nào còn đối với chương trình mới thì ngữ liệu để thi sẽ không nằm trong sách giáo khoa mà chúng ta sẽ chỉ học được kiểu bài mà thôi chúng ta sẽ học được phương pháp học được kỹ năng làm bài còn ngữ liệu thì chắc chắn là sẽ không xuất hiện ở trong một trong ba bộ sách mà chúng ta đã học và chương trình ngữ văn hay 20... không 2018 thì đã có những cái cải tiến đáng kể so với chương trình Ngữ văn 2006. Nếu như chương trình Ngữ văn 2006 chỉ tập trung vào cung cấp kiến thức cơ bản và tạo nên cái nền tảng vững chắc cho các bạn học sinh thì đối với chương trình mới của chúng ta hiện nay, bên cạnh cái việc cung cấp kiến thức thì còn phát triển các kỹ năng này và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu và thực tế của giáo dục hiện đại. Tức là chúng ta thấy rất rõ được rằng là chương trình ngữ văn 2006 tức là chương trình cũ rất là tốt đúng không ạ? Thế nhưng so với yêu cầu hiện đại ngày nay thì dường như là nó đã không còn được phù hợp nữa. Và đó cũng là lý do vì sao mà chúng ta sẽ được tiếp cận với chương trình mới. Và trong cái chương trình mới như vậy thì cái cách học, cách tiếp cận Cách kiểm tra, đánh giá của các môn học thì có sự thay đổi Các bạn sẽ không thi những nội dung đã học trong sách giáo khoa Và vì vậy mà nếu như chúng ta không có phương pháp học tập này chúng ta không có khả năng tự học không xác định được mục tiêu ngay từ bây giờ thì chắc chắn rằng là trong năm học tới đây chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn và trên đây là những điều mà chị muốn chia sẻ với các bạn về chương trình ngữ văn mới. Cảm ơn xin cảm ơn những chia sẻ ngắn gọn nhưng mà rất hữu ích của chị Nga. và có thể thấy rằng là chương trình sách giáo khoa lớp rất... Uh, chương trình ngữ văn lớp 12 năm nay tuy là có nhiều điểm tương đồng với các cấp lớp dưới tuy nhiên những cái thách thức những cái khó khăn mà được đặt ra cho lứa 2K7 năm nay là không hề nhỏ đúng không ạ và bên cạnh nội dung về chương trình mới thì còn một cái nội dung nữa cũng hot không kém thu hút sự quan tâm của rất nhiều bậc phụ huynh cũng như là các bạn học sinh đó là về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 kỳ thi đầu tiên được bộ giáo dục triển khai theo định hướng của chương trình mới vậy thì chị minh hiên ơi chị có thể đưa ra ý kiến của mình về những cái thay đổi trong đề thi môn ngữ văn được không ạ ok ạ à, tất nhiên rồi Ngày hôm nay chị và chị Nga có mặt ở đây là để giúp các bạn làm sáng tỏ những điều đó. Nhưng mà cảm giác như là hôm nay là chị Nga có vẻ hơi căng thẳng hay sao á. Từ bấy đến giờ không có thấy cười gì cả trong khi cười rất xinh. <cười> Nên là hy vọng là từ giờ đến cuối chương trình là à, các chị ở team học văn chị Hiên là phải năng cười lên, cười nhiều lên nhá, cười tươi lên nhá. <laughs> để cho các em cũng thấy phấn khởi nhá. Còn bây giờ thì đương nhiên rồi, Chị sẽ thay mặt cho team học văn chị Hiên để có thể chia sẻ với các bạn về một cái nội dung mà có lẽ các em cực kỳ quan tâm trong năm nay. Vừa rồi thì chị Nga cũng đã chia sẻ cùng với các bạn về những nội dung liên quan tới chương trình ngữ văn 12 mới rồi. Còn bây giờ thì chị sẽ chia sẻ cùng với các bạn về nội dung thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ở đây, để bắt đầu cho cái phần chia sẻ của mình, chị rất muốn được đặt một câu hỏi đầu tiên cho các bạn. Có bạn nào 2K7 mà đang tham gia trong cái buổi workshop ngày hôm nay mà các bạn đang cảm thấy rất là hoang mang khi nghĩ tới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm 2025 sắp tới không ạ? Có thể một là giơ tay, hai là có thể là gõ ngay vào cái hộp chat. Hiện tại là vẫn có bạn nào đang bật mic á, giúp chị nhá, giúp chị đội uh, kỹ thuật giúp chị tắt mic của các bạn ấy giúp chị với. Nhá. Và các bạn cũng chủ động tắt mic giúp chị được không nào? Để cho cái phần chia sẻ của chúng ta được thông suốt không bị gián đoạn. Ôi dồi ôi nhiều quá. Giật mình. <laughs> không nhìn thì thôi, đúng không ạ? Mà nhìn một cái là thấy liền. Có rất là nhiều bạn đang cảm thấy cực kỳ hoang mang vì về kỳ thi của năm nay. Chính những người gọi là gì ạ? đồng hành cùng với các bạn, giống như các chị đây này. Bây giờ vẫn còn đang phải phải nói thật nhá, là đang chạy đua. Thực sự là chạy đua. Bởi vì các em cũng biết là uh, về bản sách giáo khoa tức là một trong những cái căn cứ cơ bản nhất để có thể giúp các bạn đồng hành cùng với các bạn trong năm học tới á thì là mãi đến đợt vừa rồi mới có cái bản chính thức tức là cái bản bản cứng để bắt đầu là nghiên cứu, thật ra bản mềm bản mẫu thì có trước đấy rồi. Nhưng nói thật là tất cả các chị bây giờ là cũng đang gọi là gì ạ, à, trên một cái tinh thần là chạy đua đấy. Nhưng mà có đáng, có vấn đề gì đâu điều quan trọng là nó là thách thức nhưng bản chất nó cũng là cơ hội cái anh anh quý này nhá ngày hôm qua vừa trên livestream vừa hỏi chị có thích chương trình mới không vừa hôm qua vừa trả lời câu này đúng câu này xong hôm nay lại vào đây hỏi đấy thế thì một lát nữa là mc phải để ý những cái câu hỏi nào mà đã từng hỏi rồi thì tôi xin phép là không trả lời lại nha yeah, vừa hôm qua hỏi xong đúng tối hôm qua luôn <laughs> được không ạ à? quên hi hi trời đất ơi còn lại ở phía trên đấy khi mà lướt trong cái cuộc trò chuyện thì phải nói thật nha hầu hết đại đa các bạn đều đang đưa ra một câu trả lời rằng em rất là hoang mang với kỳ thi tốt nghiệp năm nay có gì đâu mà hoang mang bây giờ chị sẽ làm rõ một số nội dung để các em sẽ nắm bắt được về kỳ thi năm nay nhá ok chưa ạ à? đây ạ à, chị có chuẩn bị rồi một lát nữa bạn nào cần cái file tổng hợp này thì có thể uh, nhắn tin về fanpage để nhận nhé. Sẽ có một số những cái lưu ý đầu tiên về kỳ thi tốt nghiệp của chúng ta trong năm nay như sau. Số 1, về hình thức vẫn là tự luận. Đừng có kêu mỏi nhá. Môn văn, môn ngữ văn vẫn là một môn mà chị cho rằng cần phải thi tự luận thì mới có thể gì ạ, giúp các bạn bộc lộ được khả năng của chính các em được. Nên hình thức của chúng ta vẫn là tự luận. Thời gian vẫn là hai tiếng, 120 phút. Ok chưa ạ? À? Mục đích thì vẫn là hai mục đích xét tốt nghiệp và có thể sử dụng cái số điểm đấy để xét tuyển đại học bởi vì bây giờ thì các trường đại học đã đa dạng hơn về cái hình thức xét tuyển rồi nhưng vẫn trong số đó thì vẫn có một cái hình thức xét tuyển đó là sử dụng số điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ok chưa ạ? À? Và đương nhiên rồi, nếu như để nói rằng là cái căn cứ gì ạ. À, à chúng ta có thể thấy rằng là cái căn cứ để cho chúng ta có thể gọi là gì ạ, để chúng ta ôn tập thì chị cho rằng chắc chắn phải dựa vào cấu trúc đề minh họa chắc chắn rồi. Hiện tại bây giờ thì chúng ta chưa có một cái đề minh họa, phải nói thật là một cái đề nó rất là cụ thể giống như những năm trước. Nhưng mà khả năng cao là vẫn sẽ có đề minh họa giống như mọi năm để chúng ta hiểu được về cái cấu trúc nhưng thật ra là bây giờ các bạn đã có thể xác định được về cái cấu trúc đề thi rồi. Các em ơi, chị có chuẩn bị một cái file này để các bạn dễ hiểu này. Được không ạ? Chị có chuẩn bị một cái file này để chúng mình dễ hiểu hơn ạ. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây giúp chị ạ, một lát nữa bạn nào cần file này để hiểu hơn về cái định hướng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 thì các em có thể nhắn tin về fanpage nhé. Ok chưa ạ? Thì ở đây này, các bạn sẽ chú ý này. Đầu tiên, chị có để một cái quyển sách Đây ạ, à, chính là quyển sách này à, Nhưng mà vấn đề là Đây đây đây, hình ảnh đây nhá Hình ảnh đây, hình ảnh đây nhá Đó chính là cái cuốn Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngữ văn Theo chương trình bộ giáo dục Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 Các bạn có thể tìm cuốn này Nhưng mà chị biết Đấy là tâm lý của các em ý Là chị ơi, chị làm ơn Chị có thể tóm lại cho em được những cái nội dung chính được không Ok đơn giản thì đây nhá chúng mình sẽ xem này ở đây chị hiên có phân chia ra thành hai nội dung chính nội dung thứ nhất đó là định dạng và cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông của bộ giáo dục và đào tạo và cái thứ hai là nội dung mà học sinh cần học để phục vụ cho cái cấu trúc đề thi này hai vấn đề được chưa sau ngày hôm nay là các em biết là các em phải học gì liền à nhưng mà chị tin chắc một điều là sau khi mà chị chia sẻ xong thì các bạn cũng sẽ cảm thấy khá là ngợp bởi vì Ủa sao phải học nhiều thế Kiểu vậy, kiểu gì các bạn phàn nàn thì Nhưng không sao cả Cái quan trọng là chúng ta biết được rằng là chúng ta sẽ cần học gì Phải học gì Ở trong giai đoạn này Cái này chị đã nói rồi nhá Định dạng đề này Thời gian làm bài rồi này Đây sẽ là cấu trúc đề Về cấu trúc đề thì các em sẽ thấy là vẫn sẽ bao gồm hai phần Đó là đọc hiểu và phần viết Trong phần viết vẫn sẽ bao gồm nghị luận xã hội và nghị luận văn học Thế thì nó khác cái gì? Nó khác cái gì ở chương trình mới đây? Đây này, chú ý nha. Đầu tiên là đối với đọc hiểu. Đề bài vẫn sẽ cung cấp cho các bạn một ngữ liệu, ở đây cụ thể là một văn bản. Và cái thể loại văn bản sẽ xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp sẽ bao gồm 3 kiểu. Thứ nhất, hoặc là văn bản văn học. Hai là văn bản nghị luận. Ba là văn bản thông tin đều sẽ là những văn bản không xuất hiện trong sách giáo khoa và có độ dài vừa phải thật ra thì bản chất là từ trước đến giờ kể cả là các bạn có làm chương trình cũ ấy thì chúng ta cũng đâu có những cái đề đọc hiểu mà đã từng xuất hiện trong sách giáo khoa đâu thế nên chị cho rằng là về cơ bản thì nó không thay đổi nhiều nhưng cái thay đổi ấy là trời ơi nếu như để nói rằng cái list cái bộ câu hỏi đọc hiểu của từng cái thể loại văn bản này thì nó mới phức tạp có nghĩa là như ngày trước nha khi mà mình học đọc hiểu á thì mình sẽ chỉ chú trọng vào ví dụ như là đối với cái mức độ đó là nhận biết thì mình sẽ chỉ chú ý đến những cái câu hỏi về đặc điểm hình thức của văn bản, à, những cái câu hỏi về tìm ngữ liệu trong văn bản, về cái mức độ thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao thì sẽ có một số kiểu câu hỏi thôi. Nhưng mà các em ơi, phải chia sẻ thật lòng điều này. Đấy là chúng ta khi mà chúng ta ôn luyện cái phần đọc hiểu này nha thì các em sẽ cần phải nắm được cái bộ câu hỏi thường gặp đối với từng kiểu văn bản này ấy và nó nhiều hơn, nặng hơn và đương nhiên là chị biết tâm lý chung của các em ấy là cứ nhiều hơn là các bạn đã thấy khó rồi. Chưa cần biết như nào. Nhưng mà bây giờ cứ bảo nhiều là thấy khó rồi. Yên tâm, chúng ta sẽ đi cùng nhau từ từ, từng chút một, bước từng bước một. Không có vấn đề gì không có thể giải không giải quyết được. Ok chưa ạ? Và nếu như là một đoạn trích từ tác phẩm dài thì sẽ có tóm tắt giúp học sinh hiểu được bối cảnh của đoạn trích. Một lát nữa chị sẽ cho các bạn xem đề. Nhá, xem một vài cái đề minh họa để các bạn nhìn và các bạn tưởng tượng ra là cái đề thi của chúng ta sẽ là đề thi như thế nào. Phần này được 4 điểm này. Ok chưa ạ? Phần đọc hiểu được 4 điểm nha. Tiếp theo là phần viết thì sẽ bao gồm có nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Các em ơi, các em có thích phần viết không? các bạn thích làm đọc hiểu hơn hay là thích làm phần viết hơn ở trong phần nghị luận xã hội này thì sẽ có thể là ra một trong hai kiểu đề thứ nhất là cái vấn đề nghị luận đó có thể liên quan đến gì ạ à liên quan đến cái ngữ liệu đọc hiểu à chị phải sửa đây nha chị đang nhầm đây là liên quan đến ngữ liệu đọc hiểu được không ạ và cái thứ hai đó chính là vấn đề nghị luận sẽ không liên quan đến ngữ liệu đọc hiểu được không ạ à? tức là bản chất nó sẽ là độc lập được không nào và đối với từng cái dạng này thì các em sẽ thấy là chúng ta sẽ có hình thức đoạn văn và bài văn riêng thì cái này một lát nữa chị sẽ trao đổi cùng với các bạn nhìn phần viết là muốn thi đại học trăm mâm rồi anh tưởng anh thi đại học trăm mâm là dễ chắc anh tưởng đấy <laughs> đúng không ạ à? cứ làm như là mình đỗ ngay cái trường đại học trăm mâm ấy không dễ ấy nha giờ bất cứ trường nào cũng khó nha nên là anh huy đỗ ạ à. không phải là anh nghĩ như thế là anh được như thế đâu nên là làm ơn là anh tập trung vào anh học hộ tôi cái nhá rồi bây giờ quay trở lại đây đối với nghị luận văn học ấy thì chắc chắn rồi ngữ liệu sẽ không phải là ngữ liệu trong sách giáo khoa nhưng không phải vì như thế mà các em cho rằng Thế thì việc gì em phải học những văn bản trong sách giáo khoa để làm gì? Một lát nữa chị sẽ phân tích cái đầy đối với các bạn. Đấy là một cái quan niệm vô cùng sai lầm. Đấy là một cái quan niệm mà có thể dẫn các bạn tới cái con đường giống như Huy Đỗ vừa nói. Đúng không ạ? Đó là rất dễ đi vào trường đại học trăm âm nhá. Nên là mình học là mình phải học từ căn bản. Và bản chất là những cái kiến thức trong sách giáo khoa, những văn bản trong sách giáo khoa chính là kiến thức căn bản. Được không nào? Và có thể vào một trong số những dạng sau này. Các em ơi, phải nói thật nha. À, phải thú thực một điều là năm nay cái phần viết này sẽ rất là áp lực đối với các bạn đấy. Chắc chắn đấy ạ. Đấy là lý do vì sao mà chị nói là chúng ta không thể nào mà tham gia một cái khóa học ngắn hạn với một cái sự kỳ vọng vào điểm 8, điểm 9 hoặc là hơn cho môn ngữ văn trong năm nay đâu. Bởi vì năm nay sẽ rất là nặng về phương pháp và kỹ năng. Các em nhìn các dạng đề nghị luận văn học này. Thứ nhất là phân tích nhận xét đánh giá một văn bản hoặc là một tác phẩm một đoạn trích đề này dễ. Chị cho rằng là đề này là dễ nhất rồi. Cái kiểu dạng này là dễ nhất rồi. Thứ hai, liên hệ so sánh hai văn bản, tác phẩm hoặc hai đoạn trích. Các em ơi, đây là một cái kiểu đề đã từng đưa rất nhiều các anh chị 2000 từ chiếc thuyền ngoài xa lạc về hai đứa trẻ. Các em cứ xem lại đề thi năm 2020, 2018 cho chị là các em sẽ thấy nhá một cú chấn động một cú chấn động luôn đấy và đúng là chiếc thuyền ngoài xa đưa chúng ta đi xa quá đấy được không ạ à? em không biết viết bài văn thì phải làm sao ạ à? thì phải học chứ làm sao nữa à so sánh thì ôi thôi ra khơi mãi mãi à yên tâm kiểu gì cũng cập bến yên tâm là như vậy biết cách làm có ngữ liệu chả có vấn đề gì không làm được chả có đề nào không xử lý được cái quan trọng là phải thực sự hiểu cách làm và cái quan trọng là phải thực sự có kiến thức thì không có lý do gì không làm được. Yên tâm là như vậy. Và dạng đề số 3 sẽ là phân tích làm rõ một đặc điểm thể loại trong chương trình từ một văn bản học dạng này còn khó hơn nữa cơ. Đấy, trời đã đặt khó hơn nữa. Nhá, thì các bạn thấy là các bạn cứ xác định đi. Xác định tinh thần nội trị cái. À, đi thi ghi tên chị Hiên lên giấy nháp là yên tâm ghi tên chị làm gì? Giải quyết được vấn đề gì? Trả được thêm điểm nào? Tự nhiên mất thời gian ghi tên chị. Nhá, cái quan trọng là bây giờ tập trung vào đây để mà học này. Thì cái phần này là các bạn sẽ có 6 điểm. Phần nào mà viết đoạn văn thì được 2 điểm mà phần nào viết bài văn thì được 4 điểm. Và các em ơi, một trong những cái phần chú ý về phần viết mà nhất định các bạn phải để ý nhá. Đấy là năm nay ấy, các em vừa phải biết viết đoạn và các em lại phải vừa phải biết viết bài. Nhá. Vừa phải biết viết đoạn và vừa phải biết viết bài bởi vì bản chất là như chị nói là chúng ta sẽ có hai dạng. Hai dạng ra đề như thế này, các em nhìn nhá, chị đã chị đã rất là khoa học để làm thành những cái bảng này để các em ngay lập tức các em có thể hiểu này. Các bạn nhìn nhá. Cấu trúc vẫn là đọc hiểu và viết, đúng chưa? Trong viết vẫn là nghị luận xã hội và nghị luận văn học, đúng chưa nào? Thì ở cái dạng 1, nếu như cái văn bản chúng ta có ở đây là văn bản thông tin hay là văn bản nghị luận xã hội thì nghị luận xã hội sẽ là đoạn văn tức là bản chất là nghị luận xã hội ở đây sẽ là một cái vấn đề liên quan tới văn bản của đọc hiểu ấy thì người ta sẽ yêu cầu các bạn viết đoạn văn nhé và thường thì sẽ là đoạn văn khoảng 200 chữ chúng mình ạ à. còn nếu không thì nếu như nghị luận xã hội đã viết đoạn thì nghị luận văn học sẽ viết bài ok chưa ạ à? và nếu như dạng hai là văn bản văn học hoặc là văn bản nghị luận văn học tức là phần đọc hiểu là một văn bản văn học hoặc là một văn bản nghị luận văn học thì nghị luận xã hội lại viết bài văn và cái vấn đề của nghị luận xã hội ở đây là một cái vấn đề độc lập không có liên quan gì đến nội dung của phần đọc hiểu cả được chưa ạ và nghị luận văn học lại viết đoạn văn các em ơi thì bây giờ chị hỏi nhá cái này các bạn làm được rồi đúng chưa đúng chưa cái này các em cũng từng làm rồi bài văn đoạn văn nghị luận văn học là nghị luận xã hội là các em làm hết rồi bài văn nghị luận văn học các em cũng viết quen, quen rồi đúng chưa thế nhưng còn cái này nào còn cái này từng viết bao giờ chưa các bạn thế còn cái này các em từng viết bao giờ chưa đoạn văn nghị luận văn học các em từng viết bao giờ chưa những bạn nào mà đã tìm hiểu về cái kỳ thi đánh giá năng lực của trường đại học sư phạm ấy thì có thể là các bạn đã từng viết đoạn văn về một cái chi tiết nào đấy trong trong một cái tác phẩm văn học thì có thể là các bạn đã từng va chạm đấy thế nhưng mà ở đây thì các em ơi đấy nó khó là năm nay nhiều dạng nghỉ thì đến bây giờ mới nhiều dạng nghỉ thế thì thôi thôi bây giờ nhận ra là cũng được rồi khi nào khai giảng lớp học vậy ạ à? em học lớp nào thế mơ em học bộ nào khai lớp học khai giảng dự kiến là như lớp uh, kết nối tri thức là ngày 18 18 tháng 7 là khai giảng trường em từng cho thi thế ạ à? ừ, tốt à lớp cánh diều cũng tầm khoảng giữa tháng 7 thôi mơ ơi Tầm giữa tháng 7 mơ nhá, yên tâm. Năm nay các chị là khô máu với các em luôn. Yên tâm là như vậy. Học hành là phải cố gắng để làm sao mà chị ơi viết khoảng 200 chữ hay 600 chữ. À, chị ơi đăng ký học thì mình học qua Zoom. Đúng rồi, mình sẽ học qua Zoom nhá. Lớp kết nối học full nha chị Hiên. <laughs> học full là cái gì? Là học ngày học đêm à? Rồi chân trời sáng tạo sao ạ? Nói chung là đều là tầm giữa tháng 7 hết. Chúng mình cứ yên tâm là như thế nhá. Đều là tầm giữa tháng 7 hết. Bạn nào mà chưa đăng ký thì đăng ký đi. Rất hy vọng được gặp các em để đồng hành cùng với các em. Các em ơi, chị nghĩ rằng là một cái chi phí chúng ta bỏ ra cho một khóa học để tập trung cho việc ôn tập toàn bộ là gì ạ? À? Các em cứ yên tâm là cứ như thế tập trung để ôn tập đi thi thôi. Được không nào? Mỗi lớp bao nhiêu học sinh? Chị ơi, một lớp phát, một, uh, gì đây, học một phát, ba lớp, ba bộ sách được không? <laughs> Rồi, thôi thôi. Anh Khánh ơi, cái câu hỏi này tôi trả lời sau nhá thôi các em ơi các em đừng hỏi chị nữa được không ạ à? tí nữa có phần giải đáp thắc mắc hỏi tiếp thì bây giờ đang cứ đang uh, gọi là đang rất là nỗ lực để bày tỏ về cái việc là thi theo chương trình mới mà à, chị ơi khóa học học những gì ui rồi thôi được rồi tí nữa tí nữa tí giải đáp sau nhá quay 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 lại đây đã thế thì các bạn nhìn thấy không ạ chị phân cho các bạn thành hai dạng rồi nha được chưa rõ ràng hơn rồi nhá. khi nào mà vào cái quá trình học về phương pháp này giải đề này thì chúng mình sẽ rõ ràng hơn. Và lưu ý giúp chị, đó là tổng độ dài của đề thi sẽ không vượt quá 1.300 chữ để có thể trình bày đề thi tối đa trong hai trang giấy A4. Tức là các em cứ định hình là cái ngữ liệu mà các bạn được đưa ra trong đề ấy, là sẽ không vượt qua hai mặt giấy A4. Nhớ là như vậy giúp chị, được chưa? Đây là một số đề minh họa. Đây, ví dụ đây là một đề minh họa. Thì bản chất nha, các em nhìn này, đây là một văn bản gì? Văn bản gì nhỉ? À, văn bản nghị luận xã hội Ồ, oh, đây rồi Thì chắc chắn là nghị luận xã hội sẽ viết theo đoạn văn, đúng chưa? Đây, nhìn này Hãy viết một đoạn văn, tức là câu này là hai điểm, đúng không? Được không ạ? À? Đây là đề chị lấy ở trên cái cuốn kia luôn á Cái cuốn mà hướng dẫn chúng ta thi tốt nghiệp đấy Và câu 2 sẽ là viết nghị luận văn học, được chưa? Trong cái cuốn đó cũng có rất là nhiều đề Đây, ví dụ như đề này Các bạn nhìn này Đây cũng là một cái gì, một cái đề mà nghị luận xã hội có liên quan đến phần đọc hiểu nên là viết đoạn đúng chưa? còn dạ, lại nghị luận văn học là... sao thế em hả? xin phép căn lời chị chị có thể uh, kiểm tra lại màn hình bởi vì uh, chúng em chưa thấy chị chiếu đề ạ. có thể à? Vâng. từ bây giờ chưa nhìn thấy chiếu gì à? Dạ, vâng chị nói chưa em... rồi. thế không sao không hỏi nhớ. Không phải chị đi trời uh, ơi. mới bắt đầu từ lúc đề thôi ạ. ok đây thấy chưa? thấy chưa thấy chưa thấy đề chưa phản hồi chị cái chúng em thấy rồi chị ơi rồi ạ. ok ạ à, rồi à, em không thấy em không thấy đề <laughs> rồi đây nha nhìn nhá thấy chưa ạ tức là đây nhìn này nghị luận xã hội là có liên quan đến đọc hiểu này thì chắc chắn là sẽ viết đoạn và nếu như nghị luận xã hội đã viết đoạn thì nghị luận văn học sẽ viết bài đây là một kiểu đề nhá kiểu đề tiếp theo này cũng là như thế nghị luận xã hội là có liên quan này bản chất là hiện tại ấy là chúng ta thấy là các đề đối với đọc hiểu là vẫn sẽ dao động từ 4 đến 5 câu hỏi đọc hiểu cho một cái đề ngữ liệu đọc hiểu đấy còn cái này thì chị phải thú thực với các bạn là chúng ta vẫn phải đợi một cái đề nó cụ thể hơn chính thức hơn của bộ giáo dục về cái đề minh họa thì chúng ta mới có một cái sự hệ thống rõ ràng nhất được nhưng mà chị nghĩ là với cái cuốn mà chị vừa trình chiếu cho các bạn thì các bạn cũng đã được cung cấp khá đầy đủ rồi thì đây các em sẽ nhìn thấy vẫn là viết gì viết đoạn nghị luận xã hội đúng không và viết bài nghị luận văn học tức là các em cứ hiểu như này này cái nào mà ví dụ kiểu gì cũng sẽ có một đoạn và một bài nếu mà nghị luận xã hội là bài thì nghị luận văn học là đoạn mà nghị luận xã hội văn học là đoạn thì nghị luận văn nghị luận xã hội là đoạn thì văn học nghị luận văn học sẽ là bài. Luôn luôn là như vậy. Tức là ở trong một cái đề thi bao giờ cũng sẽ yêu cầu các bạn thứ nhất có cái khả năng đọc hiểu một văn bản. Thứ hai biết cách viết đoạn, thứ ba biết cách viết bài. Được chưa ạ? Chú ý giúp chị là như vậy. Hay đây ví dụ đây là một cái đề. Đây sẽ là đề mà yêu cầu là viết đoạn nghị luận văn học này. Thì các em thấy đây là văn bản gì? Văn bản văn học, đúng không ạ? Và đây là một cái văn bản văn học của tác giả Nam Cao này, tác phẩm Sống Mòn này. Thì ở đây các em sẽ thấy là nghị luận xã hội sẽ là một vấn đề độc lập, không có liên quan gì đến câu đọc hiểu ở phía trên cả. Chính vì vậy mà người ta yêu cầu các bạn viết bài. Và như các bạn thấy thì nếu như viết bài ở thời điểm hiện tại là người ta cũng có giới hạn về dung lượng nhé. Đặc biệt là đối với nghị luận xã hội là có thể là người ta sẽ yêu cầu các bạn là viết một cái bài văn khoảng 600 chữ. Sau đấy là nghị luận văn học thì sẽ viết gì? Viết đoạn. Thì ở đây là viết một đoạn nghị luận khoảng 200 chữ phân tích ý nghĩa của việc sử dụng những chất liệu văn học dân gian của đoạn thơ sau. Các em ơi, các em đọc đề các em thấy khủng không? Em đọc đề các em thấy khủng không ạ? Viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ chỉ phân tích ý nghĩa của việc sử dụng những chất liệu của văn học dân gian trong đoạn thơ sau. Nhưng lạ lùng thay nhân dân thông minh không hề lừa ta dù ca dao cổ tích ta lớn lên bằng niềm tin rất thật, biết bao nhiêu hạnh phúc có trên đời. Dẫu phải khi cây đắng dập vùi, rằng cô tấm cũng về làm hoàng hậu, cây khế chua có đại bàng đến đậu, chim ăn rồi trả ngon ngọt cho ta. Tức là bản chất là chị thấy là có những cái dạng đề nó rất là mới ấy. Và những cái dạng đề mới này thực sự gây ra những cái khó khăn cho các bạn bởi vì là những cái dạng đề nó quá là đa dạng nếu như chúng ta chưa bao giờ từng va chạm thì có lẽ chúng ta sẽ rất là khó để có thể xử lý được những cái dạng đề này thế nên là về cơ bản là chúng ta sẽ cần phải có một cái quá trình ôn tập thực sự trọng tâm và chúng ta cũng sẽ cố gắng làm sao song song với việc là sẽ có thêm những cái thông tin từ bộ giáo dục thì trong quá trình ôn tập của chúng ta chúng ta cũng sẽ có một cái sự điều chỉnh cho phù hợp để làm sao có thể khớp nhất đối với đề của năm nay được không ạ thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhé. Đấy là vấn đề thứ nhất là về cấu trúc đề thi. Thứ hai là về nội dung ôn thi. Thì các em sẽ thấy là nội dung ôn thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ trọng tâm vào kiến thức của chương trình Ngữ văn lớp 12 ạ. À. Và ở đây thì các bạn có thể thấy chương trình Ngữ văn lớp 12 sẽ học về 4 thể loại: thơ, truyện, kịch và ký. Tương ứng với đó là các tiểu loại liên quan chị đã đề cập ở đây song song với đó các bạn sẽ học về các kiểu văn bản bao gồm nghị luận xã hội và nghị luận văn học văn bản thông tin tổng hợp được không ạ à? và đương nhiên rồi năng lực yêu cầu của học sinh ở trong mỗi phần đối với phần đọc hiểu vẫn sẽ là yêu cầu học sinh biết hiểu và vận dụng đối với nghị luận xã hội có thể viết bài văn hoặc đoạn văn thường sẽ là những vấn đề liên quan đến tuổi trẻ nhưng cũng có thể là yêu cầu các bạn sẽ viết theo các thể thức khác đặc biệt đối với những đề mà yêu cầu chúng ta viết bài văn nghị luận xã hội đó có thể là một bài phát biểu trong lễ phát động một phong trào hoặc một hoạt động xã hội viết văn bản dưới hình thức thư trao đổi công việc và có thể là các dạng đề mở khác nữa có nghĩa là nghị luận xã hội ở thời điểm hiện tại đang theo hướng rất là mở để đòi hỏi học sinh sẽ cần phải tư duy nhiều hơn về vấn đề được đề cập đến ở trong đề bài và đối với nghị luận văn học thì có ba dạng chị đã nói với các em rồi được không ạ? À? đấy sẽ là ba cái dạng trọng tâm của câu nghị luận văn học. vậy thì tổng kết lại từ việc nhìn nhận ở phía trên, chúng ta có thể thấy, thứ nhất, kiến thức của năm nay đối với các bạn là mới, rộng và sâu, sẽ tập trung vào việc hình thành phương pháp và rèn luyện kỹ năng và yêu cầu học sinh phải có tư duy, phương pháp học phù hợp, một lộ trình học rõ ràng để từ đó nắm chắc các vùng kiến thức và kiểu dạng bài và đương nhiên, đối với chúng ta, đây thực sự là một thách thức nhưng chị cho rằng đây cũng thực sự là một cơ hội để chính các em khẳng định được năng lực của chính mình chúng ta đã xưa rồi cái thời điểm là có một vài tác phẩm để chúng ta có thể học theo một vài tác phẩm đó cố gắng ghi nhớ để viết nó vào trong bài viết bây giờ bắt buộc điều đặt ra đó là chúng ta cần phải học bằng cái gì ạ tư duy chúng ta phải thực sự hiểu về kiểu dạng phải có phương pháp làm và linh hoạt trong kỹ năng để có thể chinh phục được đề thi tốt nghiệp. Và trước đó sẽ là những bài kiểm tra trên lớp của chúng ta trước. Ok chưa ạ? Thì đây sẽ là một số những cái chia sẻ về chương trình và nội dung thi nhá. Ok không nào? Cảm ơn các em vì đã lắng nghe ạ. ơn, xin là cảm ơn chia sẻ rất là chi tiết và cũng rất là tâm huyết của chị Hiên ạ và em cũng phải thú thực rằng là nếu như đặt địa vị của em bây giờ vào các bạn sĩ tử 2 k bảy năm nay thì chắc chắn cũng không thể tránh khỏi những cái hoang mang những cái băn khoăn khi mà khối lượng kiến thức quá nhiều như vậy quá nhiều dạng đề và uh, có thể là khi trình bày thì chị hiên và chị nga không nắm được hết là em nhận thấy là uh, số lượng người tham gia và số lượng comment cũng nhảy liên tục chứng tỏ cái độ hot của uh, kỳ thi tốt nghiệp cũng như là về chương trình ngữ văn lớp 12 năm nay và em cũng đồng ý với chị là đây nó sẽ là tạo ra những cái thử thách nhưng đồng thời cũng là cơ hội để các bạn có thể khẳng định được bản thân mình ạ và Uh, như vậy là thông qua phần trình bày của chị Hiên và chị Nga thì uh, chúng mình cũng đã có được những cái cái nhìn tổng quan nhất về chương trình Ngữ văn lớp 12 năm nay cũng như là những cái đổi mới của đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Và theo như ghi nhận từ đường link đăng ký cũng như là không khí của buổi workshop ngày hôm nay thì em nhận thấy là có khá nhiều những cái băn khoăn câu hỏi mong muốn được thảo luận của các bậc bà của các bậc phụ huynh cũng như là các em học sinh. À, vì vậy, sau đây chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của buổi thảo luận đó chính là ở uh, trao đổi giải đáp, giải đáp trực tiếp cùng với hai diễn giả. Và uh, các em học sinh ơi, chúng mình có thể uh, tham gia đặt câu hỏi bằng cách là ra tín hiệu giơ tay và sau đó bật mic hoặc là comment câu trả lời của uh, comment câu hỏi của mình vào ô uh, uh, chat nhé. Nào, khuyến khích các bạn giơ tay, Đúng. ưu tiên các Đúng. bạn giơ tay nha Thời gian có hạn, cơ hội có hạn Nên muốn hỏi gì thì hỏi luôn Ngay và luôn Nhanh tay Nhanh tay nào ừ. ờ, Thấy bạn Dương Liễu hỏi Về uh, các khóa học của trung tâm Học văn chị Hiên ạ Các khóa chị... học để sau đi nha. Các khóa ờ. học để sau đi <laughs> Bây giờ hỏi về những cái vấn đề Các em đang quan tâm tới những nội dung vừa chia sẻ đi Dương Liễu ơi Ờ uh. Để minh họa thì em có thể uh, xem như lúc nãy chị Hiên cũng vừa trình bày hoặc là uh, xem trên mạng nhá. Chị có thể chia sẻ về cách làm đoạn văn nghị đoạn văn học ạ. Câu Cô Hoàng là... đang hỏi là em đang định uh, thi lại có nên học khóa nào, học như thế nào 2 K6. À đây là một cái câu hỏi tốt đấy ạ. Chị Nga có thể giải đáp giúp bạn ấy được đấy. Đó là 2 K6 thì năm tới sẽ thi kiểu gì để có thể xét tuyển vào các trường đại học đấy. ạ? Dạ vâng, xin cảm ơn chị Yên Thì chị thấy đây là một cái câu hỏi mà cũng rất nhiều các bạn học sinh 2 k sáu quan tâm đúng không ạ? Và theo như để cái... <laughs> theo như... Theo như Bộ Giáo dục đã đề ra thì đối với các bạn học sinh khóa 2K6 nếu như chúng ta thi lại thì các bạn sẽ được tổ chức thi riêng theo đề thi của chương trình cũ và tuy nhiên thì chị thấy rằng là trong năm học tới đây thì sẽ rất ít các thầy cô có thể là ôn tập cho các em bởi vì là các thầy cô đã chuyển hướng đã chuyển sang để dạy các bạn học sinh của khóa 2k7 dạy theo chương trình mới rồi cho nên chị rất hy vọng rằng chúng ta sẽ đỗ để chúng ta không mất thời gian và để học lại như vậy cảm ơn chị nga em thấy các bạn đang hỏi rất nhiều về cái làm bài ạ đang à, là bài nghị luận văn học hoặc là nghị luận xã hội bài đọc hiểu nữa và một học sinh thì có thể học được ba bộ sách luôn không ạ? Thì câu hỏi của bạn Tô Minh Tấn ạ. Và với cái câu hỏi của bạn Tô Minh Tấn thì chị thấy rằng có lẽ như là chúng ta chưa tập trung vào cái phần mà vừa rồi trong cái chương trình lớp 12 mới mà chị đã trình bày đúng không? Chị đã khẳng định rất rõ rằng với ba bộ sách nhưng mà các bạn sẽ chỉ học một trong ba bộ mà thôi. Và việc học như thế nào thì sẽ do từng nhà trường quy định. Thế thì cái câu hỏi này chị sẽ giải đáp lại một lần nữa để cho Minh Tấn chúng ta hiểu rõ nhé. Rồi. Ừ. Em ơi, các em còn có hỏi gì chúng mình có thể ra tín hiệu giơ tay. À, à nên chị, chị cũng thấy là có một bạn có đặt một cái câu hỏi là làm sao để đưa những hình ảnh vào bài nghị luận xã hội ạ? Thì các bạn lưu ý là chúng ta làm bài thi thì đó là chúng ta làm ở trong giấy thi đúng không ạ cho nên mọi cái ký hiệu mọi hình ảnh nếu như mà chúng ta đưa vào thì sẽ bị đánh vào trường hợp đó là đánh là vô tình sẽ là bị quy vào đánh dấu bài cho nên chúng ta lưu ý nhất là sẽ không tạo ra những cái ký hiệu riêng như thế Không, không, không. Các chị không hiểu rồi. Các chị chưa hiểu các em rồi. Tức là bản chất là như này. Trong văn nghị luận xã hội á, các bạn ấy luôn luôn muốn tạo ra một cái sự tươi mát nhất định cho bài viết có một trong những cái cách để đưa ra một cái để làm cho một cái gọi là gì ạ bài văn nghị luận xã hội trở nên tươi mát hơn các bạn ấy gọi là đưa hình ảnh vào trong bài viết hiểu chị không đấy chứ không phải là các bạn ấy sẽ vẽ một cái hình ảnh gì đấy vào trong bài viết mà là dùng lời văn á để các bạn ấy đưa được hình ảnh vào trong phần bài viết của mình để làm sao cho cái bài nghị luận xã hội vừa thuyết phục thế nhưng mà nó vẫn tạo ra được một cái sự gọi là gì ạ một cái sự tươi mát riêng của cái dạng văn nghị luận để thuyết phục người đọc thì có nghĩa là ở đây là dùng lời văn để đưa hình ảnh một cách hợp lý vào trong bài nghị luận xã hội thì thật ra về bản chất là chị thấy là cái này cũng là một cái khá là hay nhưng mà về cơ bản thì chúng ta cũng không nên quá lạm dụng đâu bởi vì khi mà các bạn lạm dụng thì như chị nói đấy đó là đối với nghị luận xã hội thì mình sẽ kể cả là nghị luận xã hội hay nghị luận văn học thì chúng ta đều cần phải có hai ý hai cái vấn đề cần đạt được đó là đạt được chất ý và đạt được chất văn nếu như bài viết chỉ có chất ý thì sẽ đầy đủ nhưng khô khan nhưng nếu như bài văn có quá nhiều chất văn thì lại trở thành một bài thiếu đi chất ý thì lại sẽ là một cái bài viết khá là sáo rỗng nên là em cần phải cân đối cái đấy thật ra đưa hình ảnh vào trong bài nghị luận xã hội thì nó còn phải tùy đó là đoạn hay là bài thật ra nếu như viết bài thì mình sẽ có nhiều cái khoảng không gian để mình thể hiện hơn nhưng viết đoạn thì cũng sẽ có cách em sẽ xem là phần mở thân và kết đối với những cái diễn đạt nào phù hợp có thể sử dụng hình ảnh để làm cho cái nội dung em đang muốn thể hiện một cách rõ ràng hơn thì em có thể tìm những cái hình ảnh tương đồng để em đưa vào cái này thì cũng khá là khó để chia sẻ trong buổi ngày hôm nay bởi vì thời lượng ít quá chị hẹn em ở trong cái chuyên đề học về nghị luận xã hội của khóa học nếu như có cơ hội được gặp gỡ nhất định chị sẽ giúp em hiểu và áp dụng được phần này OK không ạ? À. Cảm ơn Ngọc Bích về một câu hỏi rất hay. Thậm chí là một câu hỏi còn làm cho chị nga còn đang gọi là hoang mang bởi vì không hiểu sao tự nhiên chuẩn bị đi vẽ một cái ký hiệu gì vào bài kia. <laughs> OK ạ. À. Rồi. À, tiếp theo đi ạ. À. Cái 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 này thì nó sẽ còn phải phụ thuộc vào đề án tuyển sinh của từng trường đại học nha. Tức là về bản chất ý, thì theo cái thông tin thì các bạn vẫn sẽ là thi theo chương trình cũ nhưng cái vấn đề là chương trình cũ đấy chỉ áp dụng cho những bạn mà thi trượt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thôi còn lại là đối với những bạn mà muốn thi lại mà để ứng tuyển vào các cái trường đại học thì sẽ còn phải chờ gì ạ sẽ phải chờ phương án tuyển sinh của các trường và cái này thì chị cũng khuyên các em là các em nên chủ động lên các website của các trường để cập nhật thông tin đối với những cái ngôi trường mà các em định vào ấy ạ rồi chị châu ơi chị châu đang không thống kê được câu hỏi à <cười> <cười> uh, nhiều quá Em thấy nhiều các bạn đặt câu hỏi Về kỹ năng làm bài nghị luận xã hội Và nghị luận văn học Và uh, Ngọc Bích ơi Đối với những uh, kiến thức những Đối với những cái kiến thức liên quan đến học sinh giỏi Thì chúng mình sẽ ở trong buổi workshop sau em nha Chị thấy là trong link đăng ký Các bạn ấy cũng có để một vài câu hỏi Chắc à, là có uh, thể Quỳnh Châu cũng có thể đưa ra Một vài các câu hỏi Chị nghĩ đó cũng là cái thắc mắc chung của khá là nhiều bạn Tham gia trong workshop ngày hôm nay ạ À, dạ vâng theo như linh đăng ký thì em có nhận được một câu hỏi là uh, bạn học sinh gửi về rằng là phần lý thuyết của phần tri thức ngữ văn thì sẽ áp dụng vào bài thi như thế nào để đạt được hiệu quả thì uh, Hai dễ Giả có thể trả lời cho bạn học sinh được không ạ à, với cái câu hỏi đây là một cái câu hỏi rất là hay đúng không ạ phần lý thuyết của tri thức ngữ văn thì chúng ta sẽ áp dụng vào trong bài thi của mình như thế nào thì thực ra các bạn um, có thể thấy rằng là cái phần tri thức ngữ văn ấy sẽ cung cấp cho các bạn ở các bài học và nó sẽ xuất hiện ở bất cứ bài học nào. Đây chính là phần tri thức để chúng ta vừa khám phá văn bản này, vừa thực hành các bài tập liên quan tới phần thực hành tiếng Việt và có thể là ở trong phần viết nữa thì cái phần tri thức ngữ văn vẫn xuất hiện ở trong phần phần văn bản, phần thực hành tiếng Việt và cả việc chúng ta tạo lực một văn bản nữa. Và trong đề thi của chúng ta thì sẽ gồm hai phần, đó là phần đọc hiểu và viết. Thì các bạn cũng biết được rằng là đối với phần đọc hiểu thì có thể chúng ta sẽ rơi vào câu là thực hành tiếng Việt, đúng không? Sẽ hỏi về các biện pháp tu từ này, đó hay là phong cách chức năng ngôn ngữ. Còn đối với phần viết thì chúng ta sẽ dựa vào những cái tri thức ở trong cái phần khám phá văn bản. Ví dụ như đối với chuyện ngắn thì chúng ta sẽ phải biết được cốt truyện như thế nào, nhân vật ra sao hay là các sự kiện vì vậy mà cái phần tri thức ngữ văn thì được áp dụng vào cả hai phần đó là đọc hiểu và viết vào việc của chúng ta đó là chúng ta cần phải học kỹ tri thức ngữ văn cùng với việc kết hợp những cái kỹ năng những phương pháp mà chúng ta đã được trang bị ở trong quá trình học dạ vâng xin cảm ơn chị nga và có bạn đặt câu hỏi rằng là làm sao để tạo được cái niềm vui cái hứng thú khi mà tiếp cận với các bài học trong quá trình tự học ạ thì chị có thể chia sẻ về cách tiếp cận này được không ạ? Hãy yêu nó đi ạ. Hãy tạo cho mình một một sự yêu thích. Vì như các em thấy đấy, khi mà chúng ta yêu thích một điều gì đấy thì chúng ta sẽ rất là tập trung vào nó. Chẳng hạn ví dụ các bạn rất là thích ca sĩ Sơn Tùng MTP. Các bạn sẽ luôn luôn tìm hiểu về anh ấy bằng một cái sự miệt mài, đúng không? Luôn luôn tìm hiểu về anh ấy bằng một cái sự miệt mài và một cái sự hứng thú. Thế thì đối với các tác phẩm văn học cũng thế. Các em hãy tiếp cận bằng một cái sự yêu thích. Hãy tìm ra như một cái khía cạnh nào đấy để các em bắt đầu yêu thích, sau đó mình đến gần và dần dần thì sau cái quá trình mình yêu thích mình đến gần đó cũng sẽ là một cái cơ hội rất là tốt để mình có thể gì ạ? À để mình có thể uh, tiếp cận nó một cách dễ dàng hơn. Chị cho rằng là cái gì cũng nên bắt đầu từ tình yêu, cái gì cũng nên bắt đầu từ sự hứng thú, được không ạ? Dạ vâng. Ờ có bạn hỏi là giống như ở đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông có nhiều cái thay đổi về phần viết mình có nên dành nhiều thời gian hơn dành nhiều thời gian hơn cho kỹ năng viết hơn là phần đọc hiểu các văn bản trong sách giáo khoa không ạ Thật ra thì như chị thấy là chúng ta nên cân đối bởi vì bản chất bây giờ các bạn nhìn thấy định lượng về số điểm của hai phần cũng là 46 tức là phần nào thì cũng rất là quan trọng nhưng mà đúng phải thừa nhận một điều là nếu mà mình học đọc hiểu á là mình sẽ có một cái quá trình chị nghĩ là có thể rút gọn cái quá trình học đọc hiểu. À, bởi vì là những cái kiến thức về đọc hiểu nó rất là rõ ràng. Nhưng mà bên cạnh đấy thì về viết ấy, như các em thấy là nó không phải là một cái quá trình ngắn trong một hai tháng. Mình có thể ngay lập tức viết tốt lên được. Mà bắt buộc nó phải là cả một cái quá trình. Thế nên chị nghĩ là đúng. Nếu như để thẳng thắn trao đổi thì chị cho rằng đối với kỹ năng viết là mình sẽ cần phải dành nhiều thời gian cho nó hơn dạ vâng à, các bạn còn hỏi là à, làm thế nào để viết văn nghị luận tốt hơn có lẽ là đang nhiều bạn băn khoăn về phần nghị luận văn học cũng như là nghị luận xã hội ạ ừ. ở đây thì trước cái câu hỏi của châu thì chị thấy có một cái câu của huy đó là yêu văn em thấy còn khó hơn việc quay lại với người yêu cũ thế nhưng mà chị thì chị cho rằng là thật ra đối với một cái động thái trong ngày hôm nay của em đó là em rất là tự nguyện để tham gia cái buổi workshop này đó cũng đã là một cái tín hiệu rất tích cực để thể hiện cho cái sự mong muốn có thể yêu môn học này hơn một chút rồi. Điều quan trọng bây giờ là em đã có một cái hành động đầu tiên rồi. Khác với rất là nhiều những bạn khác ngày hôm nay dành thời gian để nghỉ ngơi, xem top top thì bây giờ ít nhất là em đang có mặt ở đây cùng với các chị. Nên chị tin là em có thể làm được. Hãy thay đổi. Nhá, hãy thay đổi. Còn đối với cái câu hỏi Châu vừa đưa ra đó là làm cách nào để viết tốt nghị luận văn học đúng không Châu? Dạ vâng ạ viết tốt các thì... dạng bài nghị luận ạ, ừ. viết tốt các dạng bài nghị luận thì về bản chất chị cho rằng sẽ cần các yếu tố sau, thứ nhất là các em phải có kiến thức nền, kiến thức nền ở đây đối với nghị luận xã hội là những cái kiến thức mà các bạn thu nhập được từ cuộc sống, bởi vì bản chất các bạn thấy rằng là nghị luận xã hội là gì ạ, là chúng ta đưa ra quan điểm về những cái vấn đề liên quan tới con người và xã hội, còn đối với kiến thức nền của nghị luận văn học đó là chúng ta phải có sự hiểu biết về tác giả sự hiểu biết về các tác phẩm sự hiểu biết về hoàn cảnh ra đời về các trào lưu văn học vân vân và cả những kiến thức về lý luận nữa được không ạ à? thứ hai là các em phải cần có gì phương pháp làm bài tức là bản chất các em xác định được hình thức của bài viết đó là đoạn hay là bài cái dạng đó là dạng gì là dạng so sánh liên hệ hay là dạng phân tích đánh giá bình thường bởi vì là sao ở mỗi dạng mình lại có một cái cấu trúc bài làm riêng. Đúng không ạ? À? Mình biết biết ý 1 là gì, ý 2 là gì, ý 3 là gì, ý 4 là gì, ý 5 là gì riêng khác nhau. Thì cái thứ hai là phương pháp. Nó sẽ giống như việc em xây một ngôi nhà, em phải có cái khung. Thì khung đó là phương pháp. Em phải có vật liệu, vật liệu đó là kiến thức nền tảng. Và em còn phải phần có gì? Em phải có một cái quá trình xây nữa, chính là quá trình luyện tập, thực tế viết thì em mới vỡ ra được. Đấy là chắc chắn ạ thì chị nghĩ là kể cả đối với nghị luận văn học hay với nghị luận xã hội thì chúng ta đều cần những phần đó cả nha thì các bạn chú ý giúp chị là như vậy rồi dạo vâng, xin là gửi lời cảm ơn chân thành đến hai diễn giả chị minh yên và chị bùi nga đã có những cái chia sẻ giải đáp thắc mắc dành cho các bạn học sinh hôm nay và các em ơi do thời lượng của buổi workshop có hạn cho nên là học văn chị Hiên sẽ tạm thời dừng phần trao đổi thảo luận ở đây tuy nhiên thì các em vẫn cứ yên tâm là những cái thắc mắc mong muốn của em về chương trình năm nay thì chúng mình có thể inbox trực tiếp cho các trang fanpage của học văn chị Hiên và đội ngũ của học văn chị Hiên sẽ cố gắng giải đáp cho các em nhanh nhất có thể được không nào rồi À, có thể thấy rằng là à, đối diện với những cái khó khăn thách thức của chương trình mới cùng với những cái thay đổi về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 thì các em học sinh cũng như là các bậc các bậc phụ huynh vẫn còn những cái băn khoăn chăn trở về cách học này cách sử dụng tài liệu và cách làm bài thi vậy thì à, diễn giả ngày hôm nay chị Minh Hiên ơi chị có thể đưa ra một vài những cái gợi ý về định hướng về lộ trình học phù hợp dành cho các sĩ tử hai k bảy năm nay được không ạ? Ok, thôi không cần phải hỏi nữa Suy cho cùng là Cái câu hỏi cuối cùng là làm thế nào để năm nay em được điểm cao Làm thế nào để năm nay em học tốt văn hơn chứ gì Đúng không? Thì đây Đây, đây là phần giải đáp đây Phương pháp học và ôn tập trong năm nay dành cho các bạn 2K7 Ở đây có những bạn nào đang quan tâm tới khóa học của học văn chị Hiên không ạ? Có bạn nào đang quan tâm tới khóa học của học văn chị Hiên không ạ? Có một cái câu đó là À, cho em hỏi nghị luận văn học ngoài sách Nhưng cũng liên quan đến tác giả đã học à, Mình mới biết đến để phân tích hay khác luôn ạ à. Thật ra thì như chị có trao đổi là cái xu hướng nhá Là ở thời điểm hiện tại như các bạn thấy là Mình sẽ có những cái gọi là đọc mở rộng ấy Thì thật ra những cái ngữ liệu mà đọc mở rộng của mình Ở thời điểm hiện tại ấy Vẫn là những cái ngữ liệu Ví dụ em học về thơ của Xuân Quỳnh chẳng hạn Thì em có thể tiến hành đọc mở rộng là những bài thơ khác của Xuân Quỳnh Hay là những bài thơ mà cùng ra đời trong cái khoảng thời gian cùng cùng cái khoảng thời gian với cái bài thơ sóng của Xuân Quỳnh kiểu kiểu vậy thì tức là chúng ta thấy rằng là về bản chất là nếu như mà nếu như mà các bạn gì ạ nếu như mà các bạn có cái tìm hiểu thì bản chất là chúng ta thấy những cái đọc mở rộng ở thời điểm hiện tại là vẫn sẽ có liên quan một cái phần nào đó đương nhiên là về dạng về gì ạ thể loại thì là đúng rồi thì là giống rồi nhưng mà bên cạnh đấy thì các bạn sẽ thấy là cũng có thể sẽ là những, của những cái tác phẩm những cái tác giả mà cùng thời đại, cùng cái giai đoạn đấy hoặc là những cái tác phẩm của chính cái tác giả mà đã xuất hiện trong sách giáo khoa luôn. Nên là các em để ý giúp cho chị. Bây giờ chị sẽ đưa phương pháp học tập giúp cho chúng mình. À có khá là nhiều bạn đang quan tâm tới khóa học của học văn chị Hiên đúng không ạ? Các em ơi năm nay học với chị Hiên là mệt lắm nhá. Năm nay học với đội ngũ học văn chị Hiên là mệt lắm nhá. Bắt viết liên tục ạ. Bắt làm liên tục ạ bắt học hỏi liên tục ạ có dám chơi dám chịu không ạ <laughs> có dám chịu vất vả không ạ học là phải vất vả rồi học là phải nỗ lực rồi năm nay còn đang thiết lập thêm một cái gọi là để quản lý làm sao học cho gọi là gì ạ học cho gọi là có chị ơi à để học cho thật sự hiệu quả đấy nên là về cơ bản là năm nay là rất là mong mỏi là các em sẽ thực sự có thể thay đổi chính bản thân mình à, thảo Vy ơi tắt mic giúp chị nhé bây giờ chị sẽ nói về phương pháp học và ôn tập Chị sẽ nói về phương pháp học và ôn tập ạ. À? à, dám để được điểm cao chiến đấu luôn đúng không? Ok ạ. À. Rồi, hiện tại học theo chương trình mới em thấy các văn bản trong sách giáo khoa mới thì không hay bằng sách giáo khoa cũ. À, các thầy cô giáo biết là không thi văn bản trong sách giáo khoa cũng không giảng sâu cặn kẽ. Nhiều góc nhìn nên em thấy môn văn chương trình mới đang mất nhiều chất văn khóa trị ạ. À? Đấy là điểm nhìn của em thôi mỗi chúng ta đều có một điểm nhìn và chị cho rằng mỗi thầy cô thì lại có một cái phương pháp giảng dạy riêng chị nghĩ phương pháp giảng dạy đấy thì sẽ phù hợp với thầy cô và cũng sẽ phù hợp với các bạn học sinh ở trong lớp của thầy cô còn ở trong khóa học của học văn chị hiên thì tất cả những băn khoăn thắc mắc của các bạn đều sẽ được giải đáp một cách cặn kẽ nhất và cái cốt yếu làm sao để các em phải làm được bài các em phải thi được nhá và các em phải yêu môn học này hơn rồi em muốn tham khảo lộ trình bộ chân trời. Rồi các bạn cứ bình tĩnh nhé. Bây giờ chị sẽ trao đổi về phương pháp ôn tập ở đây đã. Được không ạ? À? Để nói về quá trình ôn tập cùng với các bạn. Chị xin phép được chia ra thành 4 giai đoạn như sau. Ok chưa nào? 4 giai đoạn như sau. Thứ nhất là hình thành kiến thức cơ bản. Đây sẽ là phần chúng ta cần phải đi nghiên cứu sâu về sách giáo khoa. Đừng bỏ qua rất nguy hiểm vì các em biết đấy kiến thức trong sách giáo khoa là kiến thức nền tảng nhất kiến thức trong sách giáo khoa là kiến thức mà chúng ta phải học đầu tiên để có thể có một cái căn cứ nhất định phục vụ cho kỳ thi đầu tiên là những bài ở trên lớp của các bạn và thứ hai là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vậy nên chúng ta phải hình thành kiến thức cơ bản nhưng song song với hình thành kiến thức cơ bản chúng ta cũng cần phải tập trung vào hình thành kiến thức nâng cao. Và ở trong cái kiến thức nâng cao này, vừa là đọc mở rộng, vừa là tìm hiểu ngữ liệu mở rộng, cộng thêm với đó, chúng ta còn phải trọng tâm vào phương pháp. Cái này rất quan trọng nhá Chẳng hạn ví dụ như cái dạng đề, đó là dạng đề so sánh hai văn bản chuyện. Ví dụ thế, thì các em phải biết được là trong cái dạng để so sánh hai văn bản chuyện đấy chia ra thành bao nhiêu dạng nhỏ đấy và từng cái dạng nhỏ đấy mở bài làm cái gì thân bài làm cái gì và kết bài làm cái gì tức là về phương pháp chúng ta phải nắm rất chắc nha về phương pháp chúng ta phải nắm rất chắc thứ ba chúng ta phải rèn luyện kỹ năng như chị đã nói là kỹ năng là cả một quá trình không phải ai sinh ra là cũng có kỹ năng được. Và đặc biệt là đối với cái kỹ năng xử lý đề thi tốt nghiệp năm nay là năm đầu tiên. Thì chúng ta phải có một cái quá trình, tức là các em sẽ cần phải gì ạ? Trau dồi thường xuyên. Và cuối cùng chúng ta áp dụng cả phương pháp, cả kỹ năng, cả kiến thức để chúng ta tiến hành luyện đề theo chuẩn cấu trúc đề minh họa. Và đây cũng sẽ là cái giai đoạn cuối. Cứ làm theo cái này đi, chắc chắn luôn các em sẽ tiến bộ. Chỉ cần các bạn trọng tâm thôi chỉ cần các bạn tập trung thôi, chị sợ nhất là các bạn không tập trung. Bởi vì là nếu mà các em không tập trung thì chị nói thật các bạn đừng đăng ký khóa học làm gì cả. Chị nói thật, đừng đăng ký khóa học làm gì hết. Phí tiền, phí thời gian. Không có giải quyết vấn đề gì. Còn nếu như các em thực sự khát vọng để mà mình đạt được 8 cộng 9 cộng, để mình có thể thay đổi về việc học văn của mình và mình thực sự mong muốn là mình có thể làm được cái mục tiêu mình đã đề ra thì hãy đăng ký hãy tìm hiểu hãy cân nhắc còn nếu mà cảm thấy là thôi chỉ học qua qua thôi thì không cần phải đào sâu làm gì cả bởi vì đào sâu nó mệt lắm chị đã nói rồi chương trình năm nay rất là mới sâu và rộng nữa nhưng mà nó sẽ rất hay nó sẽ rất hay ạ à. nó không hề chán đâu nó sẽ rất hay đấy nên là các bạn sẽ chú ý nhá đây sẽ là cái tiến trình chúng mình đi thì dựa trên cái tiến trình này chị hiên đã xây dựng À chị nói lại về phần phương pháp. Cái phần phương pháp này sẽ được thể hiện rất rõ qua cái lộ trình chị để ở đây. Được không ạ? À? Đây này, đầu tiên là mình sẽ học kiến thức căn bản, sau đó học kiến thức chuyên sâu, sau đó là phương pháp và cuối cùng là luyện đề. Được không ạ? À? Kiến thức căn bản là kiến thức trong sách giáo khoa, kiến thức chuyên sâu là kiến thức mở rộng, kiến thức phương pháp là phương pháp cụ thể làm các dạng đề và cuối cùng luyện tập đó là áp dụng những cái ở phía trên để xử lý những cái đề chuẩn cấu trúc thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy này. Chị đã xây dựng một cái lộ trình cho từng bộ sách và với một cái slogan với một cái tựa đề của năm nay. Như các bạn có thể thấy ạ, khóa học toàn diện lớp 12 những vì sao lấp lánh. À tại vì sao, tại vì sao mà chị à, có đang chung... chia sẻ về lộ trình. À. Ok ok. <laughs> cảm ơn em, cảm ơn em đã nhắc nhở chị. Rồi ạ. Nhá. Yeah. Thì ở đây các bạn có thể thấy ạ. Chúng ta có một cái lộ trình cho khóa học toàn diện có tên gọi là những vì sao lấp lánh. Tại vì sao chị lại đặt tên cho khóa học năm nay là những vì sao lấp lánh? Các em có đang thấy là tất cả những cái gì mà chúng ta có bây giờ là một cái sự hoang mang không? Là một cái sự lo lắng không? Bởi vì chúng ta là cái lứa đầu tiên mà thi theo chương trình mới không? Rất hoang mang đúng không? và thậm chí có những cái thời điểm mà có những bạn học sinh đã chia sẻ với chị rằng là chị ơi em nói thật với chị là em không biết phải bắt đầu từ đâu để ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Nhưng chị đã nói với các bạn ấy rằng khi trời đủ tối mình mới có thể nhìn thấy những vì sao. Và khi chương trình đủ khó và đủ thách thức thì đó cũng sẽ là cái thời điểm mà các bạn có thể nhận ra được rằng chúng ta sẽ có thể phát huy được cái khả năng và năng lực của mình trong bất cứ một bộ sách nào cũng sẽ đi theo tiến trình như sau thứ nhất những buổi đầu tiên hai buổi đầu tiên sẽ học về kỹ năng nói và nghe và cái kỹ năng nói và nghe này sẽ đáp ứng cho những bài nói và nghe phía sau của các bạn luôn sau đấy mình sẽ trọng tâm học kiến thức cơ bản sau đấy mình sẽ học về phương pháp, trong phương pháp kỹ năng mình sẽ học về phương pháp kỹ năng làm đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học và cuối cùng mình sẽ tiến hành luyện đề. Trong cái quá trình học về phương pháp và kỹ năng này và song song với quá trình học kiến thức cơ bản, chị cũng sẽ cung cấp thêm cho các bạn những cái phần kiến thức mở rộng tương ứng với từng thể loại để các bạn có những cái định hướng cho cái việc gì ạ? À, tìm các đề đọc hiểu cũng như là những văn bản mở rộng thêm để chúng ta có thể tiến hành tham khảo các em cứ yên tâm điều đấy ạ à. và bất cứ bộ sách nào thì chúng ta cũng sẽ học như vậy Nha? bất cứ bộ sách nào chúng ta cũng sẽ học như vậy các em có thể thấy là ở đây chúng ta học nói chung là trước tết là chúng ta đã phải hoàn thành xong chương trình trong sách giáo khoa rồi và giai đoạn ra tết một cái là chúng ta sẽ tập trung vào phương pháp để chúng ta bắt đầu tiến hành luyện đề ngay bởi vì đây là cái rất quan trọng đó được không ạ à? nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá, các bạn chú ý giúp cho chị là như vậy. Tại vì sao lại có một cái lộ trình này như chị đã nói, dựa trên cái này. Lộ trình cho mỗi lớp là đang là 80 buổi. Đó, được không ạ? À? Đều học Zoom, đúng rồi, đều là học qua Zoom nhá. Các khóa học dành cho các bạn học sinh lớp 12 đều là học 100% qua Zoom. Học qua Zoom làm gì? Thỉnh thoảng chị còn mắng chứ. Thỉnh thoảng chị còn phải nói chung là còn phải gọi cho tình ngủ chứ không thì bây giờ để các bạn ngủ gật hết à. Được không ạ? À? à học thứ mấy vậy cô? Cái này thì sẽ tùy theo từng lớp đấy. Các lớp thì sẽ có lịch khác nhau nha em. Tuyết ơi em có thể chủ động nhắn tin về cho fanpage nhá. Sau buổi ngày hôm nay nếu bạn nào quan tâm tới khóa học thì có thể chủ động nhắn tin về. Cũng sắp khai giảng rồi. Nếu trùng thì sao? Tất cả những bài giảng đều sẽ được lưu lại, đều có video, đều có tài liệu liên quan đến các buổi học đi kèm. Tức là chị đã nói rồi, các em chỉ cần đăng ký một khóa này thôi và các em cứ yên tâm học tập cho tới khi các bạn thi yên tâm là như vậy được không ạ à? à, hôm nào cấn lịch có thể chủ động được xem xem lại bộ nào được gặp chị hiên ạ à? bộ nào chẳng gặp chị có nghĩa là như này nha cái phần mà chúng mình học kiến thức nền tảng cơ bản sách giáo khoa ấy thì là sẽ học riêng thì là có ba cô giáo nhưng mà đến cái phần học phương pháp kỹ năng và luyện đề là lúc đấy là chị hiên là chấp hết rồi gặp hết rồi <laughs> nhá yên tâm là như vậy Lúc đấy thì các chị sẽ cùng phối hợp với nhau tốt nhất có thể, dựa trên cái sở trường của mình để cung cấp đến các bạn những cái phần kiến thức ok nhất nhá, được chưa ạ? Còn hiện tại bây giờ là chị Hiên là dạy bộ kết nối tri thức. Hiện tại là chị uh, Nga sẽ là dạy bộ cánh diều và chị Trang sẽ là dạy bộ chân trời sáng tạo. Đừng có gặp chị, chị gặp chị suốt ngày chị mắng cho. Yên tâm nha các bạn có thể thấy được rằng là gì ạ các bạn có thể thấy được rằng là chị nào cũng hay cả chị phải nói thật chị học hỏi được rất là nhiều từ chị nga và chị trang bởi vì các chị ấy có kiến thức rất là sâu rộng và bên cạnh đấy là các chị ấy cũng có một cái năng lượng rất là tốt có thể gửi trao đến học sinh và đấy là một cái điều chị cực kỳ là ngưỡng mộ chị cũng đang phải rất là học hỏi từ các chị ấy đây từ chị nga và chị trang đây nên là các em cứ yên tâm ai cũng mang một tinh thần là giúp cho các bạn thay đổi và hoàn thiện cả. Ai cũng mang một tinh thần là gì ạ? Là chúng ta sẽ cùng với nhau gì ạ? Cố gắng để thay đổi bản thân mình và học tốt hơn cả. Được không nào? Ok chưa ạ? Nhá. Được không nào? Thì hy vọng là các bạn có thể chủ động tìm hiểu về các khóa học như yên tâm là khóa nào thì chị cũng vẫn dạy bởi vì bản chất là phương pháp kỹ năng đến phần đấy là mình sẽ học chung. Bởi vì mình thi là thi chung mà. Nên là kỳ thi này là kỳ thi chung mà Nên cứ yên tâm là như vậy, cứ yên tâm đăng ký đi Nha, Không biết là chị Nga có chia sẻ gì thêm với các bạn Đang có mặt ở đây không? <laughs> ừ, đương nhiên là đề như nhau rồi Đây là đề thi toàn quốc mà em Chị thấy rằng là bạn Huệ đang có một cái bình luận Là không biết rằng là chị nga và chị trang có tham gia trong cái buổi workshop ngày hôm nay hay không và bạn yến rất là muốn nghe giọng và nhìn mặt thì xin chào bạn chị là chị nga và chị rất là <laughs> mong muốn trong cái khóa học sắp tới sẽ được đồng hành cùng với các bạn đấy thấy chưa Huệ ơi thấy chưa <laughs> ok ạ à. rồi thôi trả lại sân chơi cho mc quỳnh châu thôi chứ chị chia sẻ xong về lộ trình khóa học rồi đấy ạ à? Các Đã bạn mơ. hỏi thêm gì thì chị sẽ phản hồi thôi. Em, em cũng thấy là các bạn đang rất nhiều về khóa học ạ. À, vậy thì chị Hiên ơi không biết là à, đối với những bạn mà tham gia workshop ngày hôm nay thì các bạn có nhận được cái ưu đãi gì từ từ các khóa học của họ Văn chị Hiên không ạ? Có chứ. Đây ạ. À. Các bạn ơi, à, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái ưu đãi dành cho những bạn nào mà tham gia workshop và nếu cân nhắc đăng ký khóa học thì chúng ta sẽ nhận được ưu đãi sau. Cái thứ nhất Ưu đãi đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ nhận được một cái voucher giảm giá 400.000 khi đăng ký khóa học văn vip cho các bạn 2k7. Và nhớ là đây là voucher dành riêng cho các bạn tham gia workshop. Và thêm một cái phần quà nữa. Đây là phần quà đến từ riêng chị nha. Đó là những bạn nào tham gia workshop mà đăng ký khóa học này thì chị sẽ tặng thêm cho mỗi bạn một cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Được không ạ? À? Đây sẽ là một cái cuốn sách mà sẽ giúp cho các bạn có thể gì ạ? Đây sẽ là một cái cuốn sách có thể giúp cho các bạn cải thiện được việc viết cả bài văn và nghị, đoạn văn nghị luận xã hội đây ạ. Thì đây là phần gọi là phần quà riêng, chị dành tặng riêng cho những bạn tham gia workshop mà sẽ đăng ký khóa học nhé. Ok không ạ? Thì đây sẽ là hai cái phần quà trong buổi tối ngày hôm nay ạ em xin được cảm ơn chị Hiên ạ và chị nhắc lại là các bạn học sinh ơi ngay khi mà buổi workshop này kết thúc thì chúng mình hãy nhanh tay inbox trực tiếp cho trang fanpage của học văn chị Hiên để có thể nhận được tài liệu tổng tổng quan về kỳ thi năm nay cũng như là nếu các em có uh, mong muốn được tham gia đồng hành cùng với đội ngũ của học văn chị Hiên thì uh, đối với những bạn tham dự buổi workshop ngày hôm nay thì chúng mình sẽ có voucher giảm giá 400.000 cho khóa học văn VIP dành cho các bạn hai các bảy cũng như là cuốn sổ tay chinh phục nghị lực xã hội của chị Hiên được không nào? Các bạn ơi, chị đã nói rồi, nó cũng chỉ là một cái may mắn nho nhỏ thôi, dành cho các bạn ấy thôi nên là những bạn nào đã đăng ký rồi á thì tức là các em đã được cái học phí rất là tốt rồi nên là thành ra là các bạn đừng hỏi chị thêm là là gì ạ, à? đừng hỏi chị thêm là em có nhận được sách không em đăng ký trước rồi nhá. Như thế là chị không có biết giải thích làm sao đâu bởi vì như chị nói là ngày hôm nay chị sẽ dành tặng riêng cho những bạn mà đăng ký trong hôm nay khi tham gia workshop này thì chị sẽ dành tặng cho các bạn được không ạ? Nói chung là các bạn ấy may mắn hơn một chút xíu bởi vì là các bạn ấy có tham gia vào một cái buổi workshop đầu tiên đặc biệt này và hiện tại như chị nhận được thông tin là trong kho sách thì chỉ còn khoảng 5 cuốn thôi. Nên là cũng sẽ ưu tiên dành cho bạn năm bạn đăng ký sớm nhất thôi nhá Còn lại là từ bạn số 6 trở đi Là cũng không còn sách để gửi tặng nữa rồi Bởi vì thời gian in ấn thì cũng phải đợi Một cái thời gian khá là lâu Nên là sẽ dành tặng cho năm bạn nhá Nếu như có nhu cầu đăng ký sau cái buổi workshop ngày hôm nay ạ Rồi À, các bạn ơi như chị Hiên đã nói số lượng có hạn cho nên là chúng mình hãy nhanh tay nhá và có lẽ thì à, bây giờ thì thời gian của buổi workshop cũng đã đi đến hồi kết. À, đội ngũ của học văn chị Hiên xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn học sinh cũng như là những quý vị phụ huynh đã theo dõi đến cuối cùng của buổi workshop và hy vọng rằng là quý vị đã có một trải nghiệm rất là hữu ích và rõ ràng về định hướng chương trình mới, uh, chương trình ngữ văn lớp 12 cũng như là những cái thay đổi của kỳ thi, thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025. Và xin được gửi lời một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Minh Hiên và chị Bùi Nga với những cái chia sẻ rất là chi tiết và hữu ích và trước khi mà buổi shop ngày hôm nay kết thúc thì à, các chị có thể dành một lời chúc một lời động viên dành cho à, các bạn học sinh được không ạ ok ạ à, các bạn ơi như chị đã nói rồi ạ à, thực sự ngày hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt đối với bản thân của chị nó thực sự là một cái buổi workshop để đánh dấu cho một cái hành trình sắp tới bản thân chị biết rằng sẽ có rất là nhiều những cái thử thách và khó khăn ở phía trước bởi vì chương trình chúng ta sắp dấn thân là chương trình mới tất cả mọi thứ đều vô cùng mới mẻ. Thế nhưng chị tin rằng đây sẽ là một cái cơ hội để bản thân chúng ta có thể bền bỉ, nỗ lực để đạt được thành công mà mình đã đề ra. Thật ra để đi đến thành công á có một bí quyết chị luôn nói với các bạn, đó là hãy kiên trì. Và kiên trì thực tế là một điều rất đơn giản, đó là mỗi ngày chúng ta đều tự nói với bản thân rằng hãy cố gắng thêm một ngày nữa thôi. Vậy nên chị cũng rất mong là dù phía trước chúng ta là những thử thách và khó khăn của chương trình mới, nhưng tất cả các bạn học sinh đều sẽ không lựa chọn cách bỏ cuộc mà hãy nỗ lực mỗi ngày tích lũy thêm cho mình một chút. Chị tin chắc chắn rằng các bạn sẽ có thể tạo ra con đường của chính mình và sẽ đạt được mục tiêu mà các em đã đề ra. Chúc cho các bạn sẽ có một hành trình học môn Ngữ văn trong lớp 12 thật hiệu quả, luôn luôn cảm thấy thú vị và hào hứng. Và bên cạnh đó cũng sẽ đạt được kết quả thật là cao trong năm học này nhé. Rồi, còn chị vui Nga ơi, chị có thể gửi lời chúc đến các bạn đúng không nào? à Trước khi mà chị Nga gửi lời chúc thì em ơi chúng mình hãy khoan rời phòng zoom nhé. Sau đây chúng mình sẽ có uh, phần chụp ảnh lưu niệm, lưu giữ lại khoảnh khắc này Rồi ạ. À. Dạ, vâng. Đúng như chị Hiền đã chia sẻ thì trong năm học tới đây các bạn sẽ phải trải qua rất nhiều những khó khăn và thách thức. Và chị cũng có đôi lời muốn gửi tới các bạn nhỏ đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia trong, trong năm học tới đây. Chúng ta đều biết rằng là không có con đường nào dẫn tới thành công mà trải đầy hoa hồng đúng không ạ? và Nhưng mà chị mong rằng là chúng ta sẽ không nản trí, không trùn bước và vẫn tiếp tục cố gắng hết mình. Chúng ta hãy để cho giọt mồ hôi của mình rơi trên trang sách còn hơn là việc để giọt nước mắt rơi trên đề thi cái câu nói này rất là quen thuộc rồi đúng không ạ và chị hy vọng rằng là bằng tất cả sự nhiệt huyết bằng tất cả những nỗ lực những cố gắng thì các em hãy chiến đấu đến cùng và chúc cho các em sẽ đạt được những cái thành bệnh sẽ đạt được tất cả những gì mà các em mong muốn Ờ, xin là cảm ơn chị nga và các em ơi đúng như các chị nói đó là không có một cái thành công nào là dễ dàng cả tuy nhiên cũng không có gì là chúng ta không thể đạt được nếu như chúng mình có đủ sự quyết tâm này sự may mắn và cả sự chăm chỉ nữa đúng không nào và uh, bất cứ một cái thành công nào cũng được kiến tạo từ viên gạch nhỏ nhất và hành trình phía trước còn rất dài mà đây mới chỉ là buổi workshop đầu tiên mà dự án học văn chị hiện đồng hành cùng các em trong năm học sắp tới và uh, ngay bây giờ thì chúng mình có thể cùng nhau bật bức cam, ảnh à. bật đúng bật rồi à. để chụp ảnh lưu lại cái khoảnh khắc những cái bước chân đầu tiên của mình cho năm học mới. ạ. nào nhờ bộ phận kỹ, nhờ bộ phận kỹ thuật sẽ bắt đầu chụp những bức ảnh nhá. Các bạn ơi, các bạn có thể bật cam lên được không ạ? Chị rất là muốn nhìn thấy gương mặt của các em thực sự là như vậy, rất là muốn nhìn thấy những gương mặt của các em trong ngày hôm nay để chúng ta cùng với nhau chụp lại những cái bức ảnh lưu niệm ạ. À. Các bạn ơi các bạn có thể bật cam lên nhá, chúng mình có thể bật cam lên ạ. À. Được chưa ạ? Ừ, sao? <laughs> chị Hiên ơi, em nghĩ là chị có thể tắt trình chiếu để cho màn hình chị của tắt các rồi bạn. Đấy. Có thể... Chị Thế tắt ạ. rồi, chị tắt rồi mà. Chị tắt rồi, rồi mà. Các bạn thấy chưa ạ? À, rồi đã chị đã thấy gương lâu mặt của Rồi ạ, chị đã thấy... À em đã thấy gương mặt của khá nhiều bạn học sinh ở đây rồi. À, chúng mình ơi, chúng mình cùng nhau bật cam lên nhá. Để xem nào, tạo dáng nha. Được rồi, lần nữa cảm ơn các em và uh, cảm ơn các bạn học sinh đã theo dõi buổi workshop. Hẹn gặp lại các em trong những khóa học và những dự án tiếp theo của học văn chị Yên. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại hẹn gặp lại các bạn nhé chắc chắn rồi sẽ vẫn à. có những buổi workshop khác và chị cũng rất hy vọng sẽ được gặp các bạn ở trong các khóa học để mang tất cả những gì tinh túy nhất ở trong khóa học này để có một cái hành trình thật tuyệt vời phía trước cùng với chúng ta được không ạ các bạn có thể cân nhắc thêm và mong là sớm được gặp lại chúng mình nha cảm ơn các em rất Chào, nhiều và hẹn gặp lại các bạn